trời cũng tạnh mưa rồi. Nè, Hoa có đói không? Cũng đói. Chiều giờ chưa ăn gì hết. Tôi biết khoai vẫn chưa có ăn, cho nên tôi đem củ khoai qua nè. Mà vừa đem qua thì trời mưa, giờ ướt nhèm rồi, sao ăn? Không sao đâu, ăn được mà. Có gì mà vui vậy? Bộ lúa cái gì vui hay sao mà lúa cười dữ vậy? Nhìn khoai ăn giống như là con mèo nó ăn vụng vậy đó. Dám chọc quê tôi hả? Thôi, không có chọc nữa mà. Ăn đi, không thôi đói bụng á. Cười nữa tôi không ăn nữa nha. Không có cười nữa đâu, ăn đi. Nè, hôm nay Khoa có bắt được nhiều cá không? Cũng không nhiều lắm, nhưng cũng đổi ra được ít gạo để ăn mấy ngày. À Mai á, lúa đừng có mang gì cho Khoa nữa nha, chứ tôi mà biết là ổng rầy chết. Có gì đâu mà rầy, chỉ là trái bắp với lại củ khoai thôi mà. Với lại nhà của tôi cũng đâu có hẹp hòi như vậy đâu. Thiệt ra là cha của tôi nói là cha của tôi á, ổng thương khoai lắm á. Ổng thường nói thằng khoai nó mồ côi mồ cút mà tội á. Nhặt nổi nhà lúa thì cũng không có giàu mấy gì đâu. Nếu không á, là nhận nuôi khoai rồi đó. Lúa tốt quá. Từ khi cha mẹ khoai mất á, lúa lúc nào cũng ở bên khoai để động viên an ủi khoai. Mai mốt lớn lên khoai có nhiều bạc khoai cho lúa hết luôn, lúa chịu không? Lúa không có thèm bạc đâu. Chỉ cần khoai lúc nào cũng ở bên cạnh lúa, chơi đùa vui vẻ như vậy là được rồi. Vậy hả? Vậy thì lúc nào khoai cũng ở bên cạnh lúa, chơi đùa với lúa, chịu không? Chịu. Ăn không? Không, Khoai ăn đi. Ba con cá này nhỏ xíu à, ba cắt được rồi. Cá hơi nhỏ nhưng tươi mà cô xấu. Cô trả thêm cho con đi. Cũng y như vậy mà dì Mười trả cho con tới 5 cắt lận. Ba cắt, không bán thôi. Bà Mười bà mua giá cao hơn, đem bán cho bà đi. Dì Mười ở đây thì con đâu có tới cô. Nói gì mày? Bây giờ ba cắt bán không? Không bán á, thì đem chỗ khác. Mới sáng sớm cứ lèm bèm. Tính trù tao bán ế hay gì? Trù tao bán ế hả mày? Khoai, lúa, khoai mới bắt được cá hả? Nghe nói là ông bá hộ nay có dỗ đang cần mua cá kìa. Hay khoai thử đem qua đi, ổng mua cũng được giá lắm đó. Thiệt hả? Để khoai đi thử. Cô ơi, trả lại cá cho con đi cô. Ủa cái gì vậy? Mày đang bán cho tao mà, sao tự nhiên giờ mày đem bán cho người khác? Cô mới nói con đi chỗ khác cho cô buôn bán mà. Thì tao nói vậy cho mày nhanh nhanh lên thôi, chứ có nói không mua của mày đâu. Con trai gì đâu mà chậm chạp với rùa. Còn nhỏ tài lanh này ở đâu ra? Rảnh ghê á. Chỗ tao đang buôn bán mày xí vô làm chi? Con nít mới bị lớn mà nhiều chuyện thấy ớn à. Cô Sáu à, mớ cá này hả, ai mới nhìn vô là thấy ngon rồi. Mà cô chơi nhỏ rồi chả có ba cắt à. Ép người quá đáng rồi đó. Mà thôi, ba cái mớ cá này á, cô trả sao thì tùy cô. Người ta nói thuận mua thì vừa bán, bạn con thấy không thuận thì đem đi chỗ khác. Cớ sao cô không cho tụi con đi, rồi còn mắng tụi con nít này con nít nọ, tụi con có làm gì sai đâu. Phải rồi, con nhỏ đó nó nói đúng rồi đó. Trời ơi, thằng nhỏ hả, đã cực khổ bắt cá cả đêm. Mình nỡ lòng nào mà mua ép giá nhỏ, mua chỉ có ba cắt thôi à. Mà vừa vừa phải thôi chứ. Thôi 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 thôi, được rồi, coi như tao sợ hai đứa mày đi. Năm cắt thì năm cắt. Bán cho bậu. Nè, bán không mà bán, có nhiều chuyện không? Thôi trời, thông cảm tôi nha. Đi lẹ đi, đi 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 đi. Mình đi thôi Khoai. Bực mình. Cha ăn cơm đi cha. Thank you.
cá ngon không cha? Ừ, ngon lắm con. Cá khoai mới bắt hồi chiều đó cha. Mưa có một trận à, mà cá ở đâu về quá trời luôn. Mà phải công nhận, từ nào giờ con chưa thấy ai bắt cá giỏi như Khoai luôn á. Thằng Khoai á thì nó giỏi bắt cá từ hồi nào giờ rồi, mà sao nó không để đem đi bán, đưa cho nhà mình ăn, rồi nó lấy gì sống hả con? Cái thằng á, nghĩ tới cũng tội nghiệp. Một thân một mình mò cua bắt cá, vậy á, một mình nó cũng vẫn nuôi thân được 4 năm rồi còn gì. Cha à. Chuyện gì hả con? Hay là cha cho Khoai qua nhà mình ở được không cha? Chứ cái lều mà Khoai đang ở nó nát lắm rồi. Trời mưa thì dột, trời gió thì tóc hết mái, không có ngủ nghe gì được hết á. Chưa kể mấy ngày trời trở lạnh á, con thấy Khoai nằm cứ co ro, nhìn tội lắm. Mà con thấy á, ở phía bên cái trái bếp nhà mình á, con thấy chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ là vô ngủ được rồi. Được không cha? Chỉ cần cho Khoai qua ngủ thôi, còn tiền ăn thì để Khoai phụ vô thêm được mà. Chắc cũng không có tốn bao nhiêu đâu cha ha. Thôi, khi không á, mình lại chuốc thêm phiền phức vô người chi vậy con? Từ khi mẹ mày mất, một mình cha nuôi con là đã cực khổ lắm rồi, bây giờ thêm một thằng nữa thì sức đâu mà chịu cho thấu. Khoai chỉ qua ngủ nhờ thôi mà cha, chứ có ăn uống bao nhiêu đâu. Với lại có thêm Khoai á thì sẽ phụ công chuyện nhà cho cha, cha cũng khỏe hơn mà. Hôm qua á, cha mới than cuốc đất nhiều bị đau lưng, cha không nhớ hả? Cha đau cái lưng á là tại vì cha có tuổi rồi, chứ cho nó qua ở là cả một vấn đề. Đâu chỉ đơn giản là thêm cái chén đôi đũa đâu con. Phải chi á, nó còn nhỏ 3-4 tuổi á thì khác, đằng này nó 10 tuổi rồi. Con thấy á, có ai nhận con nuôi mà lớn bộn vậy không? Thôi thôi, cha không có làm mấy chuyện bao đồng vậy đâu. Lâu lâu á, kêu nó qua chơi với con á thì được, còn mà kêu nó qua đây ở chung á, không được đâu con. Nhưng tình cảnh của Khoai thấy thương lắm cha, cha cũng biết mà. Cả cái làng này á, ai mà không biết chuyện đó. Nhưng con thấy á, nhà mình đâu có khá khẩm gì đâu. Thôi, đừng có đèo bồng chi nữa. Con đừng có nài nỉ cha nữa. Cha nói không được là không được. Ăn cơm đi cho nó xong bữa. Người Khoai nóng như vậy? Khoai mệt quá à. Khoai khát nước quá. Cho Khoai xin miếng nước đi. Hết chám mà mình nấu chưa? Khoai ăn rồi. Cháo còn nguyên mà thiêu hết trơn rồi, mà nói là đã ăn hết rồi. Thôi được rồi, chờ chút, để lúa nấu cho ăn nồi khác. Đâu. Ráng đi, ráng ăn cho hết chén cháo đi. Lúa đang nấu thuốc kìa. Ăn hết cháo đi rồi còn uống thuốc nữa.
Hôm kia tôi đã nói rồi, trời mưa thì nghỉ một bữa đi. Không chịu, cứ tham công tiếc việc không à. Để rồi hôm nay bệnh thấy không. Nè, mai mốt mà có bệnh đó ha, thì Lú không có lo cho nữa đâu. Tội nghiệp, bệnh mà lỗi thủi con mình. Sốt tới như vậy, lỡ không ai biết thì sao? Rủi hôm qua hả, mà mình không ghé chơi thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Mình phải nghĩ cách xin cha cho Khoa qua ở mới được. Sao kỳ vậy ta? Rõ ràng á, mình cất cái dĩa trái cây ở chỗ này mà. Hôm nắm dỗ của má con lúa xong á, mình đã cẩn thận cất nó vô rồi. Tại sao bây giờ không thấy gì ta? Lúa ơi, lúa, lúa ơi, vô cho biểu. Dạ, cha kêu con có chuyện gì vậy cha? Con á, có thấy cái dĩa chưng trái cây của nhà mình đâu không? Ủa, cái dĩa đựng trái cây của cha, cha cưng như gì vậy đó? Con đâu có dám đụng vô đâu. Mà sao vậy cha? Nó mất tiêu rồi. Cha tìm nãy giờ á không có thấy. Cha tìm kỹ chưa? Có khi nào cha không cất vô đây không? Cha cất vô đây rõ ràng mà. Cái dĩa chưng trái cây đó đó là của ông cố, để lại cho ông nội của con. Rồi ông nội của con á, để lại cho cha. Một năm á, cha chỉ dám lấy ra xài trong những dịp giỗ thôi. Cha không có xài lung tung, nên làm sao mà quên, làm sao mà cất chỗ khác được chứ. Ngày kia là giỗ của ông nội con rồi, không có cái dĩa chưng trái cây đó đó, thì ông nội chắc quở cha chết luôn. Thôi, cha ra ngoài nghỉ đi, để đó con tìm giùm cha cho. Ừ, con ráng tìm giúp cha nghe. Dạ, cha ra ngoài đi. Ừ, giỏi. Cha tìm muốn nát cái nhà này luôn á mà vẫn không thấy. Nghĩ cũng kỳ thiệt, nhà có hai cha con à, đâu có ai lạ vô đây đâu mà mất. Làm như nó biết bốc hơi không bằng vậy. Mà cha nè, hay là sao hả con? À mà thôi, con sợ cho ông tin con quá. Thì có chuyện gì á con cứ nói đi cha mới biết chứ. Dạ, Khoai bạn con á có khả năng đánh hơi tìm ra đồ bị mất đó cha. Hôm bữa con thấy tận mắt luôn nè. Hay là mình kêu Khoai tới tìm thử đi. Thằng Khoai đó hả? Sao hồi nào giờ cha đâu có nghe nói chuyện đó đâu. Dạ, con mới phát hiện ra đây thôi cha.
từ sau lần bị mắc mưa bệnh mấy ngày trời á, là tự nhiên có tài đánh hơi tìm đồ vật đó. Vậy hả con? Vậy á, con mau kêu nó qua giúp cha đi. À mà cha nè, nếu mà Khoai tìm ra được cái dĩa chân trái cây để đưa cho cha á, thì cha cho Khoai qua đây ở nha cha, được không cha? Chuyện này á hả? Thì nếu cha không chịu vậy thì thôi, con cứ tưởng lâu nay cha quý món đồ đó lắm chứ. Cha quý chứ sao không, nó là món đồ gia truyền của nhà mình. Mỗi khi á đám giỗ ông bà nội với lại mẹ con, cha đều đem ra chân trái cây cho nó tươm tất, để cho nó chỉnh chu. Năm nào cũng vậy, phải có cái dĩa chân trái cây đó để mình mời ông bà mình về dùng cơm với con cháu. Vậy thì cha đồng ý cho Khoai về đây ở đi, rồi con sẽ bắt Khoai tìm cho bằng được cái dĩa đó cho cha. Ừ, thôi cũng được. Nếu như thằng Khoai nó tìm được á, thì cha sẽ nhận nuôi nó. Thiệt hả cha? Cha hứa nếu mà Khoai tìm ra được cái dĩa chân trái cây cho cha, thì sẽ cho Khoai tới đây ở luôn nghe. Được rồi, cha hứa. Nhưng mà nè, 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 lúa. Khoai ơi Khoai, làm gì chạy dữ vậy? Mệt quá. Nè, Khoai có muốn qua ở với cha con lúa luôn không? Lúa nói gì vậy? Khoai không hiểu gì hết á. Là Khoai qua nhà ở chung với cha con lúa luôn á, chứ không có ở đây nữa. Cha của lúa đồng ý rồi. À, mà với một điều kiện. Là điều kiện gì? Là Khoai phải tìm được cái dĩa chân trái cây cho cha. Dĩa để chân trái cây hả? Nói gì Khoai không hiểu gì hết á. Cái gì? Lúa lén lút giấu cái dĩa đi chỗ khác hả? Nó nhỏ thôi, lúa cũng thấy áy náy lắm. Nhưng mà lúa hết cách rồi, lúa phải làm vậy thì cha mới đồng ý cho Khoai qua ở chung. Từ nay á, tụi mình sẽ được ở chung một nhà, coi như là anh em với nhau đi. Có phước cùng chia, có quả cùng chịu. Không được đâu, cứ làm vậy chẳng khác nào lừa dối cha lúa. Với lại Khoai ở đây cũng được mà, không sao đâu. Khoai còn nói không sao nữa hả? Hôm trước á, Khoai bị bệnh sốt tới mê man luôn, người thì nóng như lửa. Nếu như hôm đó lúa hôm qua phát hiện kịp thời thì sao? Với lại nhà lúa rộng mà, cả ngày mà chỉ có hai cha con ở với nhau, giờ có thêm Khoai thì càng đông vui chứ có sao đâu. Nếu mà Khoai ngại á, thì cứ góp ít tiền chợ cho lúa, rồi nếu có gì phụ cha mấy việc lặt vặt là được rồi. Chứ Khoai ở đây một mình lúa không có yên tâm, vừa thiếu thốn vừa xa hàng xóm láng giềng nữa. Bình thường á thì không có sao, nhưng lúc bệnh hoạn gió mái lại không có ai bên cạnh thì sẽ nguy hiểm lắm. Chỗ này cũng xa nhà lúa nữa, nhiều khi lúa muốn gặp cũng khó. Hay là Khoai không thích ở gần lúa? Ê, không có không có, lúa đừng có hiểu lầm. Trên đời này Khoai chỉ có lúa là bạn thôi, tất nhiên là Khoai cũng muốn ở gần lúa mà. Với lại, nhưng mà không có nhân vậy gì hết á. Lúa làm như vậy có kỳ lắm không? Lỡ như cha lúa phát hiện hai đứa mình nói xạo thì sao? Đừng có lo, Khoai chỉ cần làm theo lời của lúa là được. Biết vậy, bây giờ Khoai phải làm sao? Sao? Con có tìm được không? Dạ, theo con biết thì cái dĩa vẫn còn quanh quẩn đâu đây, vẫn chưa bị mất hẳn. Trời, cái đó chú biết, nhưng mà quan trọng á là nó nằm ở đâu. Thank you.
À, nó ở đây. Ủa, sao nó nằm ở đó được? Con có lộn không vậy? Con tìm được rồi nè cha. Đây nè cha. Đúng là nó rồi. May quá. Ủa, nhưng tại sao cái dĩa nó lại nằm ở chỗ này? Chắc là có ai vô đây ăn cắp, nhưng mà chưa có đem đi được nên mới giấu lại đây đó cha. Con nói cũng có lý. Cũng may á là cha tìm được cái dĩa, chứ mà làm mất nó luôn á chắc là cha ái nái với ông bà lắm. Cảm ơn con. Dạ. Cảm ơn con nghe Khoai. Dạ không có gì đâu chú. Cha, bây giờ Khoai đã tìm được cái dĩa rồi, cha phải giữ lời hứa cho Khoai qua nhà mình ở luôn nha cha. Ừ, cha đã hứa rồi, cứ như vậy mà làm. Con cảm ơn cha. Ừ. Dạ con cảm ơn chú. Ừ. Thôi bây giờ á con qua nhà Khoai phụ bạn dọn đồ qua đây ở liền nha. Dạ. Dạ mình đi thôi Khoai. Đi. Thiệt luôn á, đã bắt cá lên ăn á còn lượm được chiếc bông tai nữa chứ. Ờ lúa thích không? Khoai tặng lúa. Trời ơi, tặng lúa hả? Lúa không lấy đâu. Nè Khoai giữ đi, cái bông tai này chắc là mắc tiền lắm á. Hay là Khoai đem đi bán đi, chắc cũng được số tiền á. À hôm ấy Khoai đem đi cất đi, mai mốt sẽ còn tới. Ủa cần cái gì? Thì để cưới vợ chứ làm sao. Cưới vợ hả? Thôi, thôi bây giờ Khoai cất, mai mốt tụi mình lớn Khoai đưa lại cho lúa. Ủa sao lại đưa cho lúa? Đã nói là để dành cưới vợ mà. Không, Khoai chỉ thích đưa cho lúa thôi. Bây giờ coi như lúa nhận rồi nha, Khoai chỉ giữ giùm thôi nha. Thôi ăn tiếp đi, không thôi nó ngủ bây giờ á. Ừ. Ngon quá hả? Ừ. Đứng lại. Dạ mời đại quan uống đứng nước. Đứng lại đó Khoai. Dạ chú Tư con mới về. Nè 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 hai đứa, mau chào đại quan đi. Dạ thưa đại quan, nó là thằng Khoai, còn con nhỏ con gái là Lúa, con gái của tôi. Hai đứa mau chào đại quan đi. Con chào đại quan. Con chào đại quan. Nè, con là người có tài đánh hơi tìm ra đồ vật đúng không? Dạ, dạ con. Dạ, đúng nói đó đại quan. Nhìn nó khù khờ như vậy á, nhưng mà nó có tài lắm. Hôm bữa tôi tìm cả ngày trời mà không tìm ra cái dĩa để chưng trái cây để cúng. Vậy mà tới chừng nhờ nó, chỉ cần một chút á là nó tìm ra liền. Hay quá,
Ta có việc này cần nhờ đến con đây. Chẳng giấu gì con, phu nhân của ta đã làm mất một vật mà nàng rất yêu quý. Ta cũng đã cho người lùng sục khắp nơi mà vẫn không tìm ra được. Nếu như con tìm ra được á, thì ta sẽ trọng thưởng cho con. Dạ thưa đại quan, hôm đó chỉ là do con hên thôi, chứ thật ra... Nè, con đừng có giấu ta nữa. Chuyện con tìm ra đồ vật cho cha nuôi của con á, ta đã nghe ông ấy và cả cái làng này kể rồi. Ta còn biết khả năng thiên phú đó xuất hiện từ khi con bị bệnh kìa. Cả đời của ta chưa một lần năn nỉ ai hết. Nhưng mà ta xin con, hãy giúp ta một lần đi. Con muốn gì á, ta cũng trọng thưởng hết. Tại vì phu nhân của ta vì chuyện này á mà rầu rĩ mất ăn mất ngủ bấy lâu nay. Nhưng mà ngài mất cái gì thưa ngài? À, đó là một chiếc bông tai của vợ ta. Trời ơi, nếu như mà ta không tìm ra nó, chắc là phu nhân của ta thất vọng về ta lắm. Đó chính là của hồ môn của mẹ vợ ta để lại. Phu nhân của ta vô cùng yêu quý nó. Không hiểu vì sao nó lại rớt mất một chiếc. Ta tìm hoài không có dấu vết. Thưa phu nhân, là mất ở đâu ạ? À? Và chiếc bông tai đó có gì đặc biệt? Nàng ấy không nhớ chính xác là mất từ lúc nào, nhưng mà một tuần trăng trước, khi du ngoạn trên sông với ta, phu nhân vẫn còn đeo nó lên. Nó là một chiếc bông vàng hình hoa mai. Đúng rồi, đúng là nó rồi. Khoai, giúp đại quan đi. Nhưng mà Khoai... Được á. Con tìm được phải không con? Hãy giúp ta đi. Dạ thưa. Dạ thưa đại quan, ngài có thể cho tụi con ra ngoài nói chuyện một chút được không ạ? Con sẽ cố gắng thuyết phục Khoai nhận lời giúp ngài. Được, ta sẽ đợi. Đúng là chiếc bông tai đó rồi. Mình trả lại cho đại quan đi Khoai. Nhưng mà Khoai đã hứa rồi mà. Không sao đâu, lúc đó mình tưởng nó vô chủ nên mới nói vậy thôi. Nó thuộc về đại quan nên mình phải trả lại cho ngài ấy. Nhưng mà Khoai đừng có đưa lúc này nha. Lú có ý vậy nè. Sao rồi con? Dạ, giờ trời cũng đã chiều rồi. Sáng mai con sẽ qua nhà ngài tìm bông tai giúp ngài. Thật không? Cảm ơn con nhiều lắm. À không, cảm ơn hai con. Cảm ơn ông nha. Bây giờ ta phải về. Ta chờ con ở nhà ta đó. Dạ, để tôi tiễn đại quan. Ừ. Con có tìm thấy không? Dạ ở đây không có thưa đại quan. Thank you.
phải nói không thưa đại quan? Đúng là nó rồi. Con thật là tài giỏi nha. Con chỉ mới đánh hơi một chút xíu thôi là tìm ra nó rồi. À, chút xíu nữa ta quên, ta sẽ ban thưởng cho con đúng như là ta đã hứa. Dạ thôi, con không nhận thưởng đâu. Sao vậy? Con có ơn với ta thì ta thưởng cho con một chút xíu bạc là chuyện bình thường thôi mà. Dạ, con làm điều này để giúp quan chứ không phải vì bạc. Nhưng mà ta... Dạ đúng rồi đó đại quan. Thôi, bây giờ Khoai cũng đã tìm được bông tai cho ngài rồi, tụi con xin phép đi về. Dạ xin phép quan, con đi về. Đi thôi Khoai. Hai đứa bé này đúng là người tốt. Sau này nếu có dịp, ta sẽ cố gắng giúp họ, coi như là cả ơn. Khoai, 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 có chuyện gì vậy thưa bà con? Ủa, Khoai nó có nhà không ông Tư? Tôi nghe nói là thằng Khoai nó có tài là đánh hơi tìm đồ vật phải không? Ông nhờ nó đó kiếm giùm tôi cái chậu kiển cái coi. Cái chậu kiển á tôi mới để trước nhà đó, mà cái thằng quỷ nào đó nó lấy đi mất tiêu à. Tôi á muốn gặp thằng Khoai để nhờ nó tìm cái nồi đồng giùm tôi. Tôi mất cái nồi đồng rồi. À còn tôi nữa, tôi cũng bị mất con gà nè. Tôi đánh trước mà. Ông Tư, ông kêu thằng Khoai kiếm giùm tôi cái bình đi ông Tư. Ông kêu nó ra đây giùm tôi cái coi. Dạ, được rồi. Bà con hãy bình tĩnh. Từ từ. Bây giờ á thằng Khoai nó không có ở nhà. Trời, để đợi nó về á, tôi sẽ nói nó qua nhà tìm giúp bà con. Nhớ rồi. Nè, ông có biết lý do tại sao mà tự nhiên lại tra xét kỹ vậy không? Hình như nghe nói trong cung đang truy tìm Ngọc Ấn đó. Ngọc Ấn hả? Nhỏ nhỏ thôi, chém bay đầu bây giờ. Rồi, tới đi. Đã hơn nửa tuần trăng rồi mà Ngọc Ấn vẫn biệt vô ân tín là sao? Còn nửa tuần trăng nữa là sắc phong cho thái tử rồi. Không có Ngọc Ấn thì ta sắc phong thế nào đây? Nội trong 10 ngày nữa các khanh không tìm được Ngọc Ấn thì ta sẽ xem lại vị trí của các khanh trong triều đình, rõ chưa? Dạ rồi. Bẩm hoàng thượng. Chuyện gì? Có quan ngự sự muốn vào gặp hoàng thượng. Mời khanh ấy vào. Dạ. Thần xin ý kiến bệ hạ. Khanh về thật là may mắn. Khanh hãy tới đây, ta có chuyện cần nói với khanh. Tuân lệnh bệ hạ. Khanh có nghe chuyện gì về Ngọc Ấn hay chưa? Bẩm hoàng thượng, thần mới vừa về sáng nay, nghe tin về Ngọc Ấn, thần dội tới đây ngay lập tức. Nếu vậy ta không cần nói lại nữa. Khanh có ý kiến gì hay không? Bẩm hoàng thượng, thần mạo muội tâu lên ý kiến này. Khanh nói đi. Lúc thần còn giữ chức chi quyền ở làng Ninh, có một cậu bé có biệt tài tìm ra đồ vật bị mất. Chính thần đã tận mắt chứng kiến điều đó. Chỉ cần đánh hơi thôi là có thể biết chính xác vị trí của vật bị mất. Nếu bệ hạ tin tưởng, thần sẽ sai người mời cậu bé đến. Cậu bé à? Dạ. Lúc đó cậu bé chừng 10 tuổi, bây giờ thì có thể 18-19 tuổi thưa bệ hạ. Cậu ta có tài như vậy thật sao? Vậy thì khanh hãy mau mời cậu ta đến đây.
Dù tin tưởng hay không thì ta cũng thử một lần cho biết. Dù sao tổng thái giám và thừa tướng đã đi tìm được một tuần trăng mà chẳng thu thập được tin tức gì. Khanh cho người đi mời cậu ta đến đây mau. Dạ, thần tuân lệnh. Có ai ở nhà không? Cho hỏi mấy chú tìm ai. Có anh Khoai ở nhà không? Mấy chú tìm thằng Khoai làm gì? Tụi tôi nhận lệnh của nhà vua tới đây để mời anh Trần Văn Khoai lên kinh gấp. Ủa, sao lại mời thằng Khoai? Mà mời thằng Khoai á lên kinh có chuyện gì? Mấy chú á có nhầm lẫn nói với ai khác không vậy? Không có nhầm lẫn. Đây là chiếu của hoàng thượng, ông hãy coi đi. Anh Khoai đâu? Hãy mau kêu ra đây, chúng tôi không có nhiều thời gian đâu. Mấy ông có chuyện gì cứ nói rõ, là mời nó lên kinh có chuyện gì, làm việc gì hay không? Tụi tôi cũng không biết, tụi tôi chỉ làm theo lệnh của nhà vua. Ông hãy kêu anh Khoai ra đây, nếu như ông cố tình cản trở thì sẽ bị bắt phạt đó, rõ chưa? Nhưng mà thằng Khoai nó không có ở nhà. Có thiệt không? Thiệt mà. Nếu mấy chú không tin á thì cứ vô kiểm tra. Vậy anh ta đi đâu, ông có biết không? Tôi cũng không rõ nữa. Thường thì giờ này á nó hay đi ra ngoài bờ sông bắt cá. À không nữa, có khi bây giờ á nó đi lên núi lấy củi nữa. Mà cũng không phải nữa, có thể á là nó đi ra ngoài chợ. Nè, ông cố tình nói lung tung để chúng tôi tìm không ra phải không? À, hồi nãy tôi thấy có cô gái đằng kia, cô ta đâu rồi? Có phải cô ta đi báo tin cho hắn không? Tôi làm gì tôi biết được. Ngươi vô nhà lục soát cho ta. Dạ. Còn ngươi theo ta. Dạ. Nè, mấy người cẩn thận, coi chừng hư đồ đạc của tôi hết đó. Nè. Chạy đi, lính bắt bây giờ đó. Chạy đi. Đứng lại. Ủa? Đứng lại. Đứng yên. Tôi làm gì mà các anh bắt tôi? Anh là Trần Văn Khoai đúng không? Mau theo chúng tôi về kinh. Nhưng mà tôi có làm gì sai đâu. Anh phải về kinh theo lệnh của nhà vua. Vừa đi chúng tôi sẽ vừa giải thích với anh. Nếu như chậm trễ về kinh sẽ bị chém đầu như chơi đó. Hả? Buông anh ấy ra. Lúa. Nè Lúa, nếu như anh còn chống cự tôi sẽ bắt luôn cô ta đó. Anh Đi. Lúa yên tâm đi, tôi lên kinh rồi tôi sẽ về liền. Phải nhớ về sớm nha, tôi đợi đó. Tôi biết rồi, đợi tôi nha. Thả tôi ra, tôi có làm gì sai đâu. Tại sao mấy người lại nhốt tôi trong này? Thả tôi ra. Anh cứ bình tĩnh ở yên trong đó đi. Một lát nữa ngài đô ngự sử sẽ đến nói chuyện với anh, thì mọi sự tình anh sẽ rõ. Ủa? Đô ngự sử là ai? Tại sao lại muốn gặp mình? Chào ngài đô ngự sử. Ngày là 8 năm rồi ta mới gặp lại nhau.
Cậu không nhớ ta sao? À, ngài là quan tri huyện. Phải. Hôm nay ta tìm gặp cậu là có chuyện quan trọng cần nói với cậu. 8 năm trước ta từng là quan tri huyện của làng Ninh. Hiện bây giờ ta đã là đô ngự sử rồi. Hôm nay gặp lại cậu ta vui lắm. Trông cậu có vẻ cao lớn, khỏe mạnh hơn trước nhiều. Cậu đừng lo lắng gì hết. Ta đến đây là nhờ cậu giúp một việc. Nhưng mà tiểu nhân không biết hình dáng của Ngọc Ấn ra sao thì làm sao mà tìm được? Đó là một khối ngọc, trên có khắc hình rồng và chữ nổi. Ngươi nhìn sẽ nhận ngay ngay thôi, vì nó rất đẹp và uy nghi. Nhưng mà nếu nó nổi bật như vậy thì ta sao không ai tìm thấy vậy thưa đại nhân? Chính vì thế nên nhà vua mới đau đầu. Từ khi mất tới nay đã hơn 1 tuần trăng rồi, nhưng không ai tìm ra được tung tích của nó. Còn hơn 10 ngày nữa là ta lễ sắc phong cho thái tử rồi, nhưng mà không có ngọc ấn thì không thể tiến hành lễ được. Vì vậy cậu chỉ có nhiều nhất là 10 ngày để tìm ra nó. Cậu có hiểu chưa? Trời ơi, khổ cho tiểu nhân quá. Mấy lần kia là do tiểu nhân may mắn nên mới tìm được đồ đã mất. Chứ mà tiểu nhân đâu có tài cán gì thì làm sao có khả năng tìm được ngọc ấn. Tiểu nhân nói thiệt đó thưa đại quan, xin ngài hãy tâu lên với nhà vua và cho tiểu nhân được về nhà. Không được, lệnh vua đã ban ra rồi, không thể rút lại được. Vả lại chính ta đã tận mắt chứng kiến tài năng nó của cậu thì làm sao có thể nói khác với hoàng thượng được. Cậu hãy ngoan ngoãn ở yên trong này và suy nghĩ. Ta hy vọng cậu sẽ đánh hơi tìm ra ngọc ấn. Khi nào tìm ra manh mối của ngọc ấn thì kêu người báo cho ta ngay. Cậu hãy nhớ, trong vòng 10 ngày nếu như cậu tìm ra được báo vật của quốc gia thì cậu sẽ được trọng thưởng, bằng không cậu bị chém bay đầu. Như vậy cậu hãy cố gắng tìm ra được báo vật của quốc gia. Bây giờ ta phải đi đây. Đại nhân, cố gắng mà tìm càng nhanh càng tốt, còn nếu không cậu sẽ không bao giờ được trở về nhà đâu. Đại nhân, đại nhân, đại nhân. Con nè. Đường xá xa xôi nguy hiểm, con là phận nữ nhi chân yếu tay mềm, hay là con ở nhà đi, đừng có đi được không lúa. Để cha tìm coi có ai lên kinh thành, rồi nhờ họ hỏi tung tích thằng Khoai giùm cho con, được không con? Ở nhà đi con. Cha, con xin lỗi vì phải để cha ở lại một mình, nhưng mà con phải lên kinh để tìm anh Khoai. Con không thể ngồi yên chờ như vậy được. Nhưng mình có biết thằng Khoai á, nó ra sao đâu mà cứu. Lỡ như chuyện nó được mời lên đó là chuyện tốt thì sao hả con? Nhưng cũng có thể là tin xấu mà cha. Hôm đó họ đưa anh Khoai đi gấp gáp như vậy thì khả năng là chuyện xấu còn cao hơn là chuyện tốt. Linh tính cho con thấy là anh Khoai đang gặp nguy hiểm. Cha, con xin cha, cha để cho con đi đi. Con hứa con sẽ cẩn thận, không có chuyện gì xảy ra dọc đường đâu nha. Nếu như tới đó con gặp chuyện may mắn thì tốt quá rồi. Tụi con sẽ thăm thú kinh thành rồi cùng nhau trở về đây, coi như con được thêm mở mang tầm mắt. Còn nếu như mà ảnh gặp chuyện rủi thì cũng còn có con giúp một tay. Chứ con ở nhà mà tưởng tượng chuyện này chuyện nọ thì con không chịu nổi đâu cha. Thôi được rồi, tính con hồi nào giờ, cha biết quá mà. Cha chăm sóc con từ nhỏ tới lớn, cha còn lạ gì nữa. Dù cản con cỡ nào thì cũng phải chịu theo ý con thôi. Thôi con đi đi, nhớ giữ gìn sức khỏe và cẩn thận nghe con. Dạ. Có chuyện gì á thì nhớ nhờ người báo về cho cha biết liền nghe chưa. Dạ, con cảm ơn cha, con đi nha cha. Cha ở nhà nhớ bảo trọng nha. Ừ.
À, anh Lính, cho tôi hỏi, hôm nay là ngày mấy rồi? Hôm nay mùng 7 rồi. Trời, vậy là mùng 7 rồi hả? Tôi đã ở đây 9 ngày rồi sao? Chết rồi, ngày mai là ngày thứ 10. Tôi bị chém đầu rồi. Ếch ơi là ếch, mày chết vì cái miệng mà. Gì vậy? Anh ơi, tôi xin anh mà. Nè, tôi xin anh à. Tôi lại anh đó. Nè, anh ơi. Anh đứng lên đi. Anh ơi, tôi xin anh đừng có nói với hoàng thượng nha. À, trời ơi, chuyện này có gì đâu mà nói với hoàng thượng. Nè, anh mau đứng lên đi. Không. Anh hứa là anh đừng có nói với hoàng thượng, tôi mới dám đứng lên. Tôi xin anh. Được rồi, tôi hứa. Anh đứng lên đi. Nè, đứng lên. Anh nói thiệt hả? Rồi. Trời, tôi cảm ơn anh nhiều lắm. Anh thiệt là tốt bụng. Anh đúng là người tốt mà. Tôi hối hận lắm rồi. Từ ngày tôi lấy ngọc ấn, không có đêm nào tôi ngủ yên hết. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Tôi cứ nghĩ tới cảnh hoàng thượng lôi tôi ra chém đầu. Anh lấy ngọc ấn, anh đúng là nhân tài. Không uổng công tôi xin ở đây canh anh mỗi ngày. Anh chỉ cần đánh hơi thôi là anh biết tôi tin ếch rồi, mà còn biết tôi lấy ngọc ấn của hoàng thượng nữa. Tôi xin anh đừng có báo lại với hoàng thượng nha. Anh hứa rồi đó. Tôi sẽ trả lại ngọc ấn cho hoàng thượng. Tôi chỉ lỡ dạ một lần thôi. Được rồi. Chuyện thế nào á, anh kể cho tôi nghe đầu đuôi. Nhớ anh không được giấu giếm gì nha. Tôi hứa là tôi sẽ tìm cách che giấu để giữ lại cái mạng cho anh. Chuyện là như vậy đó. Xin anh hãy nghĩ cách cứu tôi. Tôi không thể chết được. Mẹ tôi thì đang bệnh nặng. Tôi mà chết rồi, không có ai chăm sóc mẹ tôi hết. Thật ra tôi cần tiền để hút thuốc cho mẹ, cho nên tôi mới làm liều. Tôi cứ tưởng cái ngọc ấn đó sẽ bán được nhiều bạc, chứ tôi biết nó là báu vật của triều đình á, thì có chín cái gai tôi cũng không dám lấy nó nữa. Vậy hiện giờ ngọc ấn đang ở đâu? Tôi giấu nó ở dưới đáy hồ, ở giữa hoàng cung. Hôm đó tôi vừa trộm xong thì nhà vua cho lính canh gác khám xét kỹ quá. Tôi không có cách nào tẩu tán ra ngoài hết, nên đành phải thả xuống đó. Rồi tôi lại nghe tin nhà vua là mời được người có tài đến. Người sẽ đánh hơi tìm ra được đồ vật đã mất. Tôi sợ anh tìm ra, cho nên tôi mới xin đứng đây để canh chừng anh, để phòng khi mà anh tìm ra được manh mối thì tôi còn tìm đường bỏ trốn đi. Anh để giữa hộ, hèn gì nhà vua. Không, hèn gì tôi đánh hơi khắp nơi mà không tìm thấy. Mà anh đó, anh cũng gan lắm, dám lấy trộm ngọc ấn của nhà vua. Anh có biết tội đó là trọng tội, là bị chu di tam tộc hay không? Chẳng qua túng quá tôi mới làm liều, chứ bây giờ có cho vàng tôi cũng không dám làm nữa. Anh nhớ nha, anh hứa là không có khai tôi ra rồi đó. Được rồi, xét hoàn cảnh gia đình của anh rất đáng thương, nên là tôi sẽ không cho ai biết chuyện này đâu. Đa tạ anh. Mà nè, anh cũng khoan dội mừng. Và anh cũng hứa là anh sẽ không bao giờ tái phạm chuyện ăn cắp nữa. Như vậy thì tôi mới tha cho anh được. Anh có hứa không? Dạ có. Thật ra tôi cũng ân hận dữ lắm. Tôi xin lấy mạng sống của tôi ra, tôi thề. Tôi thề với anh là tôi sẽ không bao giờ ăn trộm đồ của ai nữa, dù chỉ một vật nhỏ xíu. Được rồi, anh đã hứa thì anh phải giữ lời nha. Mình phải nhớ
Nghèo cho sạch, trách cho thơm. Tôi hồi nào tới giờ ghét nhất là người ăn cắp ăn trộm. Nhưng mà thấy hoàn cảnh của anh đáng thương, thêm phần anh cũng biết ăn năn hối cải, nên tôi sẽ giúp cho anh lần này. Bây giờ anh đi ra ngoài và nhớ giữ kín chuyện, và đừng nói ra về chuyện của tôi với anh hết. Tôi sẽ tự biết cách để tìm ra Ngọc Ấn, mà không để lộ tình anh với bất kỳ ai hết. Đa tạ anh lắm, đa tạ anh lắm. Dạ, thưa hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy cho kiểm tra dưới hồ này. Đô ngự sử, cho người lặn xuống tìm Ngọc Ấn cho ta. Tuân lệnh hoàng thượng. Ngươi lặn xuống tìm Ngọc Ấn, nhanh lên. Dạ. Hay lắm. Mang lên đây cho ta, mang lên đây. Hay lắm. Chuyện này hoàng thượng rất là vui mừng đó. Hay lắm, hay lắm. Ngươi thật là tài giỏi, đúng là nhân tài của quốc gia. Ta sẽ trọng thưởng như đã hứa. Người đâu? Dạ. Đem số bạc ta đã chuẩn bị sẵn ra đây. Dạ. Đa tạ hoàng thượng đã ban thưởng, nhưng tiểu nhân không dám nhận thưởng. Chỉ mong hoàng thượng giữ lời, sẽ không truy cứu, tìm hiểu vì sao Ngọc Ấn nằm ở dưới đáy hồ. Được, ta đã nói thì ta sẽ giữ lời. Ta cũng có lời khen dành cho đô ngự sử. Công trạng của Khanh trong chuyện này cũng lớn lắm. Nếu Khanh không phát hiện ra cậu ta thì Ngọc Ấn sẽ mãi chìm sâu dưới đáy hồ. Dạ, thần sẽ làm đúng trọng trách của bề tôi, thưa bệ hạ. Người có mặt ở đây thật là đúng lúc đúng chỗ. Hai tuần trăng nữa, sứ giả của nước láng giềng sẽ qua đây. Hắn ta thường ngạo nghễ, cho rằng nước hắn có nhiều nhân tài, hay ra vẻ khinh thường nước ta. Sẵn có ngươi ở đây, ta muốn ngươi trổ tài tìm đồ vật cho hắn thấy. Ta muốn hắn biết rằng nước ta không hề thiếu người tài, cho hắn phải tâm phục khẩu phục và không dở thói hống hách nữa. Thôi chết rồi, nếu làm sứ giả thì mọi người sẽ biết mình không có tài cán gì hết. Nhưng bây giờ làm sao giải thích với hoàng thượng đây? Sao, ngươi nghĩ thế nào? Dạ không. Tiểu nhân chỉ là đang hơi chóng mặt thôi. Chắc mấy ngày nay ngươi đã vất vả quá rồi. Trước mắt cứ nghỉ ngơi cho lại sức. Sau khi gặp sứ giả, ta muốn ngươi ở lại cung luôn. Thưa bệ hạ, để cậu ta ở lại cung luôn sao? Do ta thấy cậu Khoai này rất là tài năng, chỉ tiếc là sinh ra tại miền quê, cho nên không học đến nơi đến chốn. Ta không muốn bỏ qua nhân tài như vậy. Ta muốn Khanh dạy dỗ cậu ta, kèm cặp thêm cho cậu ta chữ nghĩa thánh hiền trong vòng 3 năm. Sau đó ta sẽ bổ nhiệm cho cậu ta một chức quan nhỏ. Khanh thấy thế nào? Dạ, thần xin tuân lệnh. Hay lắm, cảm ơn Khanh.
Còn ngươi, ngươi thấy thế nào? Ngươi vẫn chưa lập gia thất phải không? Ta hứa tìm cho ngươi một tiểu thư danh giá trong thành này, để ngươi được yên tâm học hành, được chứ? Thưa hoàng thượng, tiểu nhân không có tài cán gì hết. Tiểu nhân không có đủ tài năng để nhận sự ưu ái của hoàng thượng như vậy. Ngươi đừng khiêm tốn nữa. Chính ta đã tận mắt chứng kiến khả năng đó của ngươi, sao lại nói không có là thế nào? Dạ, tiểu nhân chỉ gặp may thôi. Với lại... Nè, cậu phải suy nghĩ cho thật kỹ rồi hãy trả lời. Đấy là cơ hội chỉ có một lần, không có lần thứ hai đâu. Bây giờ mình phải làm sao đây? Nếu như ở đây thì mình sẽ có tiền đồ sáng lạng, nhưng mà như vậy sẽ mang trọng tội dối lừa nhà vua và cả lừa dối quan ngự sử nữa. Với lại mình không thể sống xa lúa được. Thôi thì đành chọn nói sự thật thôi, thà nói ra một lần để tránh sự phiền toái sau này. Thưa bệ hạ, thần xin phép được về quê. Ngươi xin phép về quê thăm cha ngươi rồi trở lại đây đúng không? Dạ không thưa hoàng thượng, tiểu nhân xin phép được về quê luôn, bởi vì kinh thành không phải là nơi phù hợp với tiểu nhân. Tiểu nhân không hề có tài như bệ hạ đã nghĩ, tất cả là do may mắn mà thôi. Với lại ở quê nhà cũng có một người chờ tiểu nhân, lo lắng cho tiểu nhân. Tiểu nhân không thể nào sống ở đây được ạ. Cái gì? Ngươi từ chối hồng ân của ta ban hay sao? Từ chối bổng lộc của ta để trở về làng quê nhỏ bé đó sao? Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Muốn tâu hoàng thượng, tiểu nhân đã suy nghĩ kỹ rồi mới dám nói. Cái làng đó tuy nhỏ bé và nghèo nàn, nhưng mà nó đầy ắp tình thương làng xóm. Và có một người tiểu nhân nguyện suốt đời suốt kiếp này yêu thương. Cô ấy đang ở quê nhà chờ tiểu nhân. Cô ấy không chỉ yêu thương tiểu nhân mà còn là ân nhân của tiểu nhân nữa. Xin hoàng thượng thứ tội, cô ấy là người mà tiểu nhân thương nhất cuộc đời này. Không có cô ấy thì đã không có tiểu nhân của ngày hôm nay. Tiểu nhân không thể nào phụ lòng cô ấy được. Xin hoàng thượng minh xét. Nè, cậu nói cái gì vậy? Mau dập đầu tạ tội với hoàng thượng, nhanh lên. Dạ, xin hoàng thượng hãy tha tội cho cậu ta. Cậu ta chắc không biết mình đang nói cái gì đâu ạ. Người im đi. Dạ. Còn ngươi nữa, ngươi to gan lắm. Chưa ai dám từ chối hồng ân của ta thẳng thừng như ngươi. Ngươi thật hỗn xược và vô lễ. Người đâu? Dạ. Bắt hắn giam lại cho ta, chờ ta xét xử. Dạ. Hoàng thượng đi. Hoàng thượng, xin hoàng thượng thứ tội. Hoàng thượng. Mấy anh à, tôi xin mấy anh đó, mấy anh cho tôi vào trong đi, tôi có chuyện gấp lắm. Không được, đây không phải là chỗ của cô. Đi đi. Tôi năn nỉ anh mà, cho tôi vào trong đi. Không là không, cô đừng có năn nỉ vô ích. Cho tôi vào trong đi, tôi năn nỉ mấy anh đó. Thôi, không được vào. Tôi xin mấy anh mà, cho tôi vào trong đi. Tôi năn nỉ mà. Không được. Năn nỉ mấy anh tôi đó, không cho được tôi vào. Vào trong đi mà. Đi ra ngoài. Chuyện gì mà ồn ào vậy? Ngài có phải là quan huyện làng Ninh không? Ngài nhớ tôi không? Tôi là lúa nè. Chuyện là như vậy đó. Hiện tại cậu Khoai đang bị giam trong ngục, nhưng mà hoàng thượng chưa có phán tội gì cả. Ta cũng đang cố gắng nghĩ cách để giúp cho cậu ấy. Thật không ngờ anh Khoai lại gặp chuyện xui xẻo như vậy. Mà cũng tại tôi hết. Nếu tôi không bày cái trò tìm đồ cho cha thì đã không xảy ra chuyện như ngày hôm nay rồi. Cô nói cho mình là sao? Xin ngài đừng giận và hứa đừng có trách phạt tôi, thì tôi mới dám nói ra hết. Được rồi, nói nhanh đi. Thật ra anh Khoai không có khả năng tìm đồ thất lạc gì hết. Tại vì lúc đó tôi muốn cha tôi nhận nuôi ảnh, cho nên mới nghĩ cách giấu đồ vật rồi mới chỉ chỗ cho anh Khoai. Thật không ngờ trò trẻ con đó lại khiến mọi người hiểu lầm là anh Khoai có tài. Trong đó có cả ngài nữa. Rồi bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi cũng hối hận lắm. Hồi nhỏ cứ nghĩ như vậy là giúp anh Khoai, nhưng chính tôi cũng đã vô tình làm hại đến ảnh. Cô nói thật sao? Nhưng mà cậu ta đã tìm được bóng tay cho ta, và ngọc ấn đã mất kia mà. Dạ, cái đó là hoàn toàn nhờ vào sự may mắn thôi. Trời,
tất cả là thật sao? Dạ. Dạ. Hay hay là mình thú nhận chuyện này với nhà vua, rồi xin nhà vua tha thứ, được không đại nhân? Không được. Hiện thời nhà vua rất là tức giận. Ta mà thú nhận chuyện này thì không chỉ cậu ta mà cả ta và cô đều bị lôi ra chém đầu hết. Cô hiểu không? Vậy bây giờ mình phải làm sao đây thưa đại nhân? Thật là rắc rối. Nói ra cũng chết, mà không nói cũng chết. Đằng nào cậu Khoai cũng vướng vào tội khi quân, khó mà thoát tội bị chém đầu. Nhưng mà còn nước còn tát mà, có cách nào cứu anh Khoai không đại nhân? Chúng ta vẫn còn có hy vọng cứu anh Khoai mà, đúng không đại nhân? Tôi xin ngài đó, xin ngài giúp tôi gặp được nhà vua đi. Tôi sẽ xin nhà vua tha tội cho anh ấy. Không được, chuyện này khó lắm. Lệnh của vua trọng như núi, quan thượng không thể nào dễ dàng thay đổi quyết định của mình. Ta chỉ sợ là cô không xin được tội cho cậu Khoai mà còn rước họa vào thân. Không sao đâu, tôi không có sợ đâu. Chỉ cần cho tôi gặp được nhà vua, tôi sẽ cố gắng hết sức để gian xin nhà vua. Xin ngài hãy, xin ngài giúp tôi lần này đi. Xin ngài hãy giúp tôi gặp nhà vua đi. Ngẫm nghĩ lại thì ta cũng có trách nhiệm trong chuyện này. Nếu như ta không tiến cử cậu ta với nhà vua thì các rắc rối này đã không xảy ra rồi. Thôi được rồi, ta sẽ cố gắng giúp hai người, coi như trả ơn cũ của mấy năm trước. Tạm thời ta sẽ không nói cho nhà vua biết được sự thật. Đợi khi nào nhà vua nguôi giận, ta sẽ trình bày với nhà vua. Còn hôm nay ta sẽ cố gắng hết sức thuyết phục nhà vua cho cô vào. Dạ, đa tạ ngài, đa tạ ngài. Mau đi theo ta. Dạ. Ngươi là ai? Tại sao lại xin tội cho hắn ta? Thưa bệ hạ, dân nữ là Lê Thị Lúa, là người cùng quê, cũng là tri kỷ của anh Trần Văn Khoai. Xin bệ hạ hãy tha tội cho anh Khoai và cho anh Khoai trở về quê cùng với hạ thần. À, thì ra là ngươi. Ta vẫn thắc mắc, không biết kẻ nào đã khiến cho hắn ta phải từ chối bổng lộc của ta ban cho hắn và nhất mực đòi trở về quê nhà. Ngươi có biết hắn đã mạo phạm đến ta vì ngươi không? Ta thấy các ngươi cũng xứng đôi dừa lứa lắm. Một kẻ hỗn xược từ chối bổng lộc của nhà vua, còn một kẻ thì dám vào tận hoàng cung xin tội cho hắn ta. Nếu không phải ta nể mặt đô ngự sử đây thì còn lâu ngươi mới được phép vào đây. Tiểu nữ vô cùng cảm tạ ân đức của bệ hạ, nhưng xin người hãy mở lượng hải hạ mà tha cho anh Khoai. Vì xét cho cùng thì anh ấy cũng vừa mới lập công tìm được ngọc ấn cho bệ hạ kia mà. Việc nào ra việc nấy. Chuyện ngọc ấn ta đã trọng thưởng nhưng hắn đã từ chối. Còn tội khi quân ta không thể tha được. Trừ khi... Trừ khi như thế nào hả bệ hạ? Trừ khi người chết thay cho hắn ta. Sao? Người dám không? Ta biết mà. Người sợ rồi phải không? Ta biết ngay mà. Người có yêu thương hắn tới mấy thì cũng lo cho cái mạng của mình mà thôi. Thôi, người về đi, đừng mất công mà gian sinh cho vô ích. Thưa bệ hạ, tiểu nữ đồng ý. Tiểu nữ có chết 1000 lần cũng được, miễn là bệ hạ tha tội cho anh Khoai. Ngươi đồng ý thật sao? Muôn tâu bệ hạ, tiểu nữ ân hận lắm. Tiểu nữ ân hận vì không được gặp cha, không được gặp anh Khoai để nói lời tạm biệt cuối cùng, không được sống cùng anh ấy những ngày còn lại. Còn chuyện cái chết, ai rồi cũng phải chết, chỉ là trước hoặc sau mà thôi. Tiểu nữ không có gì phải ân hận hết. Nếu dùng mạng sống của mình mà giúp anh Khoai được tự do thì tiểu nữ sẵn sàng. Tại sao ngươi lại làm như vậy? Ngươi vẫn còn trẻ,
lại có nhan sắc không thua kém gì ai, thiếu gì những trai tráng, rất xứng đáng với người không chọn để lấy làm chồng, một mực đòi cứu hắn. Tại sao người đánh đổi mạng sống của mình vì hắn? Dạ thưa bệ hạ, bởi vì đối với tiểu nữ, ngoài cha ra thì anh Khoai là người mà tiểu nữ yêu quý hơn cả tính mạng của mình. Nếu không có anh ấy thì quãng đời còn lại của tiểu nữ cũng không còn ý nghĩa gì. Đổi lại, nếu người gặp nạn là tiểu nữ thì tiểu nữ chắc chắn là anh ấy cũng sẽ làm như vậy. Mong bệ hạ hãy khai ân. Lúa. Anh Khoai. Lúa. Anh Khoai. Lúa. Thì ra các ngươi thật lòng yêu nhau, thì làm sao ta nỡ đem giết cả hai người? Đa tạ bệ hạ. Đa tạ bệ hạ. Đa tạ bệ hạ. Bệ hạ, ngài tha tội cho họ thật sao? Phải, ta biết rõ hơn ai. Nếu như ta lấy mạng một trong hai người thì miệng đời thế gian chắc sẽ không buông tha cho ta đâu. Tấm lòng của các ngươi đối với nhau khiến không chỉ ta mà cả đất trời cũng phải động lòng. Ta thấy có đôi phần ganh tị. Ta tuy đứng trên thiên hạ nhưng chưa chắc tìm được một người chân thành và chết vì ta như vậy. Hai người hãy mau về sống thật hạnh phúc như các người đã nói. Đa tạ bệ hạ. Đa tạ bệ hạ. Đa tạ bệ hạ. Đa tạ bệ hạ. Nè. Dạ. Dạ chú. Dạ chào cô. Lúa. Khoai. Cha. Chào mừng quá. Tụi con về thiệt là tốt quá rồi. Dạ. Thôi mình về nhà nha. Dạ. Về nhà tụi con. Đi. Mát vậy lo bằng. Do hiếm quá cho nên mới khó tiêu thụ. Có ai ngu mà chịu bỏ cái cổ mình vô trồng đâu. Ai mà chịu bỏ tiền ra mua cái thứ này chứ hả? Không phải ông có đường dây đưa đi dùng khác bán sao? Sành sỏi như ông mà sợ mấy vụ này à? Nhìn qua là biết ngay là mấy người mới đào mộ cổ mới có được. Cái tội này mà ra quan á, ở tù một xương nghe. Thì túm lại là bao nhiêu? 10 lạng. Đồng ý thì để đó, còn không á mang đi càng xa càng tốt. Thế này lão già này tính sao? Nè, đưa ngân lượng đây.
Đúng là cái bọn lưu manh ngu si, toàn là những món nữ trang quý giá. Cái này mà đem về miền xuôi á, bán cũng được vài trăm lạng bạc. Đồ ngu. Cha, sao cha lại dính líu tới bọn đầu trộm đuôi cướp này chứ? Không phải cha nói với con á, cha chỉ làm mỏi giềng cho dai thôi sao? Con gái của cha sao con ngây thơ quá. Thì cha cho dai, mà muốn cho dai á thì phải có tiền. Vậy thì tiền đâu ra? Tiền là từ những thương vụ như vậy nè, con hiểu không? Cái này á, một vốn 10 lời lận đó. Thu lợi từ của Phi Nghĩa chẳng khác nào là bất chính. Thôi thôi, được rồi, lần sau cha sẽ không mua nữa, được chưa? Riêng cái nghề cho dây nặng lãi của gia đình ta, cha truyền con nói cái nghiệp đã khó thoát rồi. Tuy là không phải lừa lọc thiên hạ, nhưng cũng xin lợi từ nỗi đau của người khác. Con thấy cũng đã đến lúc cha nên buông bỏ rồi đó. Thôi 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 thôi, con đừng có nói nữa, cha nhức đầu quá. Không có ngày nào mà con không càm ràm cha. Chuyện gì vậy mọi người? Thì đó, dai lão có 2 lạng bạc mà cuối mùa lúa thành 20 lạng bạc, thì tiền đâu mà người ta trả nổi. Đã như vậy á, còn cho người đến nhà đập phá rồi lấy hết ruộng đất người ta, để người ta tức mà quất ức mà chết đây nè. Khổ chết á, không có hòm chôn nữa đó, còn phải mang ra đây á để cầu xin á dân làng bố thí nữa đó. Dây nợ, chẳng lẽ tội nghiệp quá. Xin hãy cầm chút lạng bạc này mà lo hậu sự nha. Tôi đã ta. Con nương là... À, thì ra đây là ái nữ của cái lão già tàn nhẫn đó chứ gì. Trời, thì ra là con gái của lão Bạc đó hả? Còn ra đây á, giả đò hả? Hỏi han làm ơn nữa chứ. Bắt cái xấu mà. Đúng rồi đó, tôi không biết gì hết. Đúng với một lũ ám đâu tàn nhẫn. Tôi không cầm những đồng tiền dơ bẩn này đâu. Cô cầm mà cút đi khỏi mắt tôi cho tôi. Đi 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 đi, còn đứng đó làm gì nữa, đồ dối cha. Đúng là cha nào con đó mà. Con mà ra. Con gái, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì nói cho cha nghe. Đứa nào dám đụng đến con phải không? Nói cho cha nghe, cha sẽ kêu gia nhân xử nó. Cha thôi đi, cha để cho con yên được không? Nhưng mà chuyện gì? Nè, chuyện gì nói cha nghe. Ngọc Mỹ, cha đã nghe gia nhân nói tất cả rồi. Cái lũ cùng đinh mặt kiếp đó, cha sẽ cho người xử tội chúng, dám xúc phạm con gái của ta. Cha ơi, họ không có tội lỗi gì hết á. Cái lũ này là cái lũ vô ơn, khi cần á thì năn nỉ ỉ ôi, xong chuyện á thì bọn chúng lại trở mặt. Cái lũ này á, nếu cha không trừng trị á, sau này không còn làm ăn gì được nữa đâu. Cha ơi,
đủ rồi. Con xin cha hãy dừng lại. Nhà của mình bây giờ có thiếu thốn cái gì nữa đâu mà cha còn tính chuyện làm ăn nữa. Con xin cha giải nghệ đi. Con à, làm giàu có gì sai chứ. Mà cha làm tất cả những điều đó là để của cải lại cho con chứ cho ai. Nhưng mà cha ơi, sống trong nhung lụa làm cái gì, khi mà miệng đời thị phi không có người nguyền rủa cha con mình. Con ra đường bây giờ không có dám nhìn ai hết á. Ý trời đất ơi, đúng á, là đời cha ăn mặn, đời con khát nước mà. Nhà thì của cải chất đầy nhà, mà có đứa con trai độc đinh cũng chết ngang xương nữa. Dạ chào ông. Dạ chào ông. Nè, nói ai đó? Dạ bẩm ông, đó là chuyện nhà ông bá Hồ Vinh đó ạ. Đúng rồi đó ông, chuyện nhà bá Hồ Vinh ghê lắm ông. Để con kể ông nghe nha. Nhà bá Hồ Vinh á, có đứa con trai cầu tự mà cứng như trứng mỏng, không biết sao á, chết thảm ơi là thảm luôn ông ơi. Mà con nghe nói nha, có như là có ma đưa lối, quỷ dẫn đường hay gì đó, rồi đi vô rừng sâu chết đói chết khát trong đó. Làm gì có chuyện đó. Nhà người làm gia nhân đầy trong nhà, sao để cho cậu chủ thất lạc? Thì bởi vậy thì người ta đồn á. Đồn sao? Thì người ta đồn á là ông Hậu Vinh ác quá, toàn á là cướp công của người khác, với lại á cho dây nặng lãi, bốc hầu bốc hồng của người khác, nên nó oan hồn đi theo trả báo đó ông. Đúng rồi đó ông, nếu mà không vậy á thì ai đâu mà dắt vô rừng làm cái gì. Thôi đi, nhiều chuyện tin đồn nhảm, đi làm đi. Dạ dạ. Con ngồi xuống đây đi. Cha, có chuyện gì mà cha gọi con vậy? À, cha gọi con ra đây để báo cho con một tin, là kể từ hôm nay cha chấm dứt cái chuyện làm ăn, không cho vay nặng lãi nữa. Cha nói thật hả cha? Có thật sự là cha giải nghệ không? Cha ơi, con mừng quá. Bây giờ cha không cần phải làm cái gì nữa hết. Con sẽ hầu hạ cha suốt ngày luôn. Cha muốn ăn gì nè, cha muốn đi đâu á, con đưa cha đi. Con nói nghe hay quá hả? Con gái thì phải xuất giá tùng phu, lúc nào cũng theo cha được sao? Không, con không có xuất giá đâu. Con đã qua tuổi cặp kê rồi, không còn nhỏ nhít gì nữa đâu. Thôi được, nhất định cha sẽ tìm cho con một đứa có tài, có tiền đồ sáng lạng mới gả cho con được. Sao? Cái gì? Con gái của ta sắc nước hương trời, công dung ngôn hạnh của hồi môn thì đầy đàn đầy đống, mà tại sao bà không kiếm được cho con gái ta một kẻ môn đăng hộ đối chứ? Người ta nói nhà ta ba đời làm cái nghề thất đức cho vay nặng lãi, của có giàu cách mấy cũng là của phi nghĩa. Rồi con cháu sau này sẽ bị giận xui ám vào. Trời ơi, người ta nói là cái miệng đời thiên hạ đừng có để ý làm gì. Mà nói thiệt nghe, trời ơi, hồi đó vợ tôi chưa thấy thiên kim tiểu thư nào mà nhan sắc vẹn toàn như lĩnh nữ đây. Trời ơi, đừng có nóng mà. Đúng là một lũ ngu ngốc mà. Đúng rồi đó. Bà nghe cho rõ đây. Tôi nghe. Bây giờ ta không cần môn đăng hộ đối nữa. Nhà ta đó thiếu gì của cải. Kiếm cho ta một thanh niên tuấn tú, càng nghèo càng tốt, miễn sao mà văn hay nè, chữ tốt, để sau này á công danh rạng rỡ, ngồi trên đầu trên cổ của tụi dân đen á cho đỡ tức là được. Trời ơi, chỉ như vậy thôi hả? Sao ông chịu nói sớm? Ông chỉ cần như vậy thì có đó. Có một cậu á, đúng y ý với ông, nhưng mà chỉ có điều á, nhà ở xa thiệt là xa, đẹp trai khôi ngô tướng tú, nhưng học giỏi dữ lắm đó nha. Nhưng ngặt nổi là
mồ côi, không có nhà, không có cửa hết trơn á. Nhưng mà không có sao đúng không ông? Ở xa càng tốt. Ta đã đoạn tuyệt quá khứ, cho nên không muốn hiền tế của ta tỏ tường chuyện quá khứ làm ăn của ta ngày xưa. Trời ơi, chuyện đó hả? Ông yên tâm, để tôi lo. Nhớ nghe. Các người đừng có xem thường ta. Sau này ta kén được rễ quý rồi, các người á phải quỳ lại ta xuống trán cho mà coi. Hey. Vũ quán đâu? Rượu thịt. Ta đã giải nghệ rồi, còn tới đây tìm làm gì? Giải nghệ. Với cái bình này, có làm ông trở lại với cái nghề không? Trời ơi! Đây là cái bình gốm Tô Châu, có 102 trên đời đây. Tượng Phật này nữa. Hả? Dám đánh cắp ở chùa Đồng à? Ở đâu không cần biết. Giờ có thu hay không? Không lấy. Làm ơn mang đi đi. Ông nói thiệt chứ? Ta đã giải nghệ rồi, không còn muốn dính líu vô những vụ này nữa. Đây đã nhúng chàm, làm như sạch sẽ lắm. Thông cảm, tôi muốn đi nghỉ. Tôi không tiễn nha. Cha đúng là cha của con, cha đã giữ lời. Con gái à, cha muốn đoạn tuyệt tất cả để không ảnh hưởng đến tương lai của con. Con gái, cha sẽ kiếm cho con một tấm chồng xứng đáng. Tôi đã nói hết rồi. Nè, cậu có nằm mơ cũng không á nghĩ mình sẽ gặp được một mối ngon lành vậy đâu. Tôi chỉ là một hàng sĩ, cha mẹ không có, ruộng vườn cũng không. Tôi thử hỏi bà lấy của nã đâu rồi tôi cưới vợ. Lại là một tiểu thư nhà giàu, bà thiệt là khéo nói chơi à. Cậu đừng có lo, chỉ cần cậu gật đầu đồng ý một cái sẽ có người lo cho cậu đầy đủ hết. Có người sẽ lo xính lễ cho cậu nè, một bước á cậu sẽ trở thành con rể nhà phú gia. Trời ơi, tôi nói thiệt cậu á, tiểu thơ nhà đó trời như đẹp người, đẹp nết và tài sắc là vẹn toàn đó chứ. Trời ơi, đâu có ai bằng đâu, đúng không? Nhưng mà sao? Bà Mai nè, người ta là tiểu thư khuê cát, con nhà quyền quý thì làm sao ưng một thư sinh nhà nghèo như tôi được. À, thì ra như vậy. Nè, người ta giàu nhưng mà người ta trọng tài, trọng đức. Người ta trọng lễ nghĩa chứ người ta không có trọng tiền. Ở đây á, có ai học giỏi như cậu đâu. Người ta chấm chọn cậu bởi vì á, chính vì cậu biết trọng lễ nghĩa. Chứ cậu có tiền chưa chắc người ta chọn cậu đâu á nha. Ta buộc phải chấp nhận được có nơi an trú ở đàng hoàng, hòng tính chuyện tương lai. Mà biết đâu nhà họ cũng đang có ý lợi dụng ta thì sao? Thôi kệ, coi như là đánh cược vậy. Trời ơi, còn suy nghĩ cái gì nữa? Nghe lời ta đi, đảm bảo cậu sẽ không bao giờ hối hận đâu. Đa tạ. Mời bà dùng nước.
Nè, công đầu là của tôi đó nha. Đừng tưởng người ta nghèo mà dễ chiêu dụ đâu. Người ta một bồ chữ trong đầu nên người ta trọng nghĩa khinh tài lắm á. Đừng tưởng ông lấy sự giàu sang mà mua chuộc được. Chà, ta nói cái người gì đâu mà khôi ngô tấn tú. Đã vậy, học giỏi có tiếng nữa. Sau này mà đổ ông nghè ông tổng thì rạng danh dòng họ tổ tiên lắm đó. Được rồi, ta sẽ tổ chức một lễ cưới thật là long trọng, linh đình để xứng đáng với sự giàu sang của gia đình ta. Đúng rồi đó. Cuối cùng ta cũng đạt được ý nguyện. Con cháu của ta sau này sẽ không phải mang tiếng vì cái nghề truyền đời của dòng họ ta nữa. Ông nói chí phải. Đây này, em kính đại ca. Trận này nhờ đại ca mà mình thắng lớn đại ca. Em mời đại ca. Vô mày. Vậy khá lắm. À, đại ca, lúc nãy á, em thấy dân làng họ kéo nhau tới nhà lão Bạc đông lắm. Hình như là đi ăn tiệc hay sao á. Hôm nay đám cưới con gái lão ta đó. Mời cả làng, phú hộ, quan huyện đều được mời hết. Em thấy á, lão già này chơi không được. Dù gì á, đại ca với lão cũng là chỗ làm ăn cả chục năm trời. Như vậy mà có cái đám cưới của đứa con gái duy nhất của lão mà lão không mời mình. Mà ổng làm như vậy là sỉ nhục huynh đệ mình đó đại ca. Em thấy á, cái chuyện này đại ca phải lên tiếng. Nếu mà đại ca không lên tiếng á thì họ không coi đại ca ra gì đâu. Rồi đại ca cũng không có thể làm ăn được nữa. Hai đứa tụi bay sống nhờ nhà lão cho tao. Dạ. Làm một trận nhờ lão biết. Dạ. Lão Bạc đâu rồi? Lão Bạc đâu rồi? Nghe nói bữa nay nhà lão Bạc có đám cưới mà sao không cho đại ca tụi tôi biết gì ta? Nè, hai người đến đây làm cái gì? Gia nhân đâu? Tại sao lại để khách không mời đến đây? Gia nhân! Sao hả? Không mời thì đã sao? Không phải đây cũng là nơi mà tụi tôi thường hay lui tới hay sao? Chúc mừng đám cưới. Cái vui vẻ này nha. Vui chứ. Quần hùng hội tấu. Lão Bạc đây quen biết khá nhiều đó nha. Toàn là chức sắc bá hộ. Uống rượu rồi về các bạn. Chứ sao nữa, đều là người nhà cả mà. Im ngay. Hai vị khách kia là ai vậy? Trong bộ dạng họ giống như là kẻ bất hảo. Họ là bạn làm ăn lâu năm của cha em. Hả? Nhưng mà đã tuyệt giao lâu rồi. Lão sợ tao thất thố, tiết lộ ra quá khứ xấu xa của người à? Thôi, mình đi vô đi cha. Ta không có nhiều nữa. Các người đi cho khuất mắt chỗ này. Đi ra. Nếu không ta kêu gia nhân đánh đuổi á. Thôi đủ rồi. Ngươi tưởng bọn ta muốn ở lại cái chỗ này hả? Đi! Đi! Dạ, chào. Dạ. Chàng ngủ không được sao? Chàng đừng có bận tâm tới lời của những kẻ thất phu mà ảnh hưởng tới tâm trí. Nàng nè, thật ra bọn họ có quan hệ sao với gia phụ vậy? Trước kia cha của thiếp làm nghề cho dây nên ít nhiều cũng có mối quan hệ với họ. Khi thu mua hàng, khi cha thiếp giải nghệ thì mối quan hệ đó đã không còn nữa. Thì ra là vậy. Thôi,
Gái, mấy hôm trước á, cái bọn lưu manh có tới gây sự trong lúc đám cưới. Vậy chồng con có nói gì không? Chồng con không có để ý mấy cái chuyện nhỏ nhặt đó đâu cha. Phải rồi, dù sao nó cũng là người học cao hiểu rộng mà. Cha không nhìn lầm người đâu nghe. Dạ, chồng con đang dùi mài kinh sử để có thể lên kinh ứng thí khoa tới đó cha. Đúng rồi, phải như vậy chứ. Mới lấy tú tài cũng chẳng ăn thua gì đâu. Cha thấy á, có óc cầu tiến như vậy á là rất tốt. Chà chà, lên kinh thành á. Được, được. Sao vậy cha? Cha có quen với một hương sư, nay được cất nhắc lên kinh thành, nay làm ở trường thi á. Hay là để cha gửi một tiếng trước cho nó chắc. Sao lại phải gửi gắm hả cha? Con tin chồng con là người có tài, nhất định á là chàng sẽ làm rạng rỡ dòng họ nhà ta. Với lại hôm qua con có ghé trường đưa sách cho chàng, chính tay con nghe hương sư khen chàng hết lời luôn. Nói vậy chứ học tài thi phận con ơi, cha lo lắm. Thôi cứ để cha chạy trước đi cho nó chắc ha. Con xin cha, nghe nói quan tổng đốc họ Hứa ngồi chánh chủ khảo khoa thi này, họ rất là nghiêm khắc và thanh liêm chính trực nữa. Cha mà làm như vậy không khéo sẽ hại chàng đó. Phu quân con á sẽ làm được công danh bằng chính thực lực của mình. Nếu được như vậy quả là đại phước. Thôi được rồi, nàng đưa ta tới đây được rồi, nàng về đi. Nàng cứ yên tâm ở nhà chờ tin vui của ta. Thiếp tin là chàng sẽ thành công. Nhớ về sức khỏe nha. Ta đi. Xin mời ngài xem bài này ạ. Thật xuất sắc, vượt trội trăm bài thi kỳ này. Ông thấy thế nào? Dạ bẩm ngài, quả thật là như vậy. Ta quyết định chọn người này là tân trạng nguyên. Sau khi ngài công bố kết quả, giờ tân trạng nguyên đến thư phòng cho ta gặp mặt. Dạ.
xin tuân lệnh. Đã có kết quả chính thức, xin mọi người lắng nghe. Người đứng đầu khoa bảng này cũng chính là Tân Trạng Nguyên. Vinh dự này đến từ huyện Bân, làng Hoa. Chính danh là Nguyễn Văn Nguyễn. Nguyễn nào vậy? Xin mời quan Tân Trạng bước lên phía trước để diện kiến mọi người. Thì ra là tên Nguyễn, con rể của ông Bạch. Vậy hả? Trời đất ơi, vô lý. Tên Nguyễn này đúng là chuột sa hổ nếp rồi. Cái việc mà hắn đổ Trạng Nguyên á, chắc phải xem xét lại thôi. Dùng đó ai mà chẳng biết lão Bạch chuyên đút lót, buôn gian bán lận chứ. Đúng rồi. Xin mời Tân Trạng Nguyên vào trong thư phòng để quan chánh chủ khảo có lời nhắn nhủ. Xin mời. Dạ, tiểu nhân là Nguyễn Văn Niện, xin ra mắt đại quan. Thật là vạn hạnh. Người đã đổ đầu khoa thi, sắp được nhận áo bảo vua ban, tại sao vẫn còn khiêm nhường như vậy? Dạ, tiểu sinh quê mùa, lên kinh thành nên chưa quen lễ nghi, khó tránh khỏi thất thố. Dạ, xin đại nhân thương tình chỉ bảo. Giờ, người đã là Trạng Nguyên, sẽ được vua ban chức tước. Sau này, chúng ta còn gặp nhau nhiều mà. À mà đây. Dạ. Ta vẫn chưa biết về gia thế của ngươi. Song thân của ngươi có còn không? Ngươi đã lập gia thất chưa? Dạ, đa tạ đại quan quan tâm. Tiểu sinh song thân đã không còn. Hiện tại tiểu sinh đã ở rể nhà vợ và nhạc phụ. Con cái thì vẫn chưa. Hóa ra là Tân Trạng Nguyên đã có gia đình. Rồi đây các thiên kim tiểu thơ ở chốn kinh thành sẽ có một phen thất vọng vì người đó. Dạ, nghe thật khéo nói chơi. Nhạc phụ của người làm gì? Chắc cũng xuất thân từ khoa bảng chứ. Dạ thưa, không phải. Nhạc phụ của tiểu sinh chỉ là... Dạ, chỉ là nông dân thôi ạ. Không xuất thân từ dòng dõi khoa bảng mà ngài đã đỗ đạt như thế này, chắc là có không đau không nhỏ của nhạc phụ và nội tướng đây. Quả là khâm phục. Dạ, ngài quá khen. Thôi được, sau khi Tân Trạng Nguyên nhận áo bảo của vua ban, lo thu xếp về thăm nhà. Nếu có thuận tiện đó thì ta sẽ tiến cử Tân Trạng Nguyên vào chỗ thích hợp tài năng của người. Cửa dinh tổng đốc này luôn rộng mở để đón nhận hiện tại. Dạ, đa tạ đại quan. À, rằm tháng sau là ngày lễ mừng thọ của thân mẫu tổng đốc. Lúc đó có rất nhiều quan lớn. Chẳng phải là dịp tốt để Tân Trạng Nguyên ra mắt hay sao? Ta mời Tân Trạng Nguyên đến chung vui. À, dạ, thật là vinh hạnh cho tiểu sinh này. Đa tạ đại quan. Đa tạ ngay. Nhìn qua là biết ngay là mấy người mới đào mộ cổ mới có được. Ở tù một xương nghe, 10 lạng. Đồng ý thì đây đó. Sao cha lại dính líu tới bọn đầu trộm đuôi cướp này chứ? Cái này á, một vốn 10 lời lận đó. Xin hãy cầm chút lạng bạc này mà lo hậu sự nha. Tôi không cầm những đồng tiền dơ bẩn này đâu. Cô cầm mà cút đi khỏi mắt tôi cho tôi. Đi đi. Kiếm cho ta một thanh niên tuấn tú, càng nghèo càng tốt. Cậu có nằm mơ cũng không á, nghĩ mình sẽ gặp được một mối ngon lạnh vậy đâu. Ta buộc phải chấp nhận để có nơi an chốn ở đàng hoàng, hòng tính chuyện tương lai. Việc mà hắn đổ Trạng Nguyên á, chắc phải xem xét lại thôi. Dùng đó ai mà chẳng biết lão Bạch chuyên đút lót, buôn gian bán lận chứ. À, con rể về rồi. Con rể về rồi. Bà con, đây là con rể của tôi đó nghe. Đây là vợ của nó. Cho con rể của tôi ăn học cho nên mới đổ đạt đó. Hiền tế à, hôm nay con đổ đạt như vậy cha rất là vui mừng. Chàng đi xa về chắc là mệt rồi. Hay là vô trong nhà nghỉ ngơi đi. Ta biết rồi. Bà sao không ở trong nhà, ra đây khi cho bà con người ta chú ý vậy? Không sao. Ta còn định đãi tiệc 3 ngày 3 đêm để mừng con đổ đạt nữa đó. Tùy cha,
cha muốn làm gì thì làm. Dù sao bà con người ta cũng đang thiếu nhiều rồi. Bà con nhớ nha, ta sẽ làm 3 ngày 3 đêm, bà con cứ tụ lại ăn thoải mái nha, không lo gì hết nha. Giọng giọng Hoàng êm quá, giọng Hoàng êm hơn giọng của mình á. Mời, mời. Dạ, xin mời đại quan. Mời, mời. Xin mời các ngài. Đại. Dạ. Mời ngài. Đây là Tân Trạng Nguyên. Dạ. Một người gì rất là có tài, mà đất nước á đang trân trọng những bậc hiền tài như vậy, hãy cố lên nha. Dạ, đa tạ đại quan chiếu cố. Kẻ hèn này cảm thấy mình còn vô dụng lắm à. Từ từ, rồi đây sẽ có cơ hội để cho Trạng Nguyên á thực hiện cái tài đức của mình. Được còn dài mà, đừng có lo. Dạ, à, Hào Quang xin mời các ngài và đại quan. Mời, mời. Dạ. Tưởng ai, hóa ra là rể của lão Bạc ở làng Hoa. Nhà đó ba đời làm nghề thất đức, tên này hám của mới chịu nhục về làm rể nhà lão. Vậy mà dở giọng cao sang. Thì chắc là ngài tổng đốc không biết sức thân của hắn. Biết thì sao chứ, điều đó đâu có ảnh hưởng gì đến tài trí của Tân Trạng Nguyên đâu. Mà sao mấy ông cứ dèm phá hoài vậy? Thì không sao, không sao, không sao. Nhưng dù gì ta cũng thấy tiếc cho hắn, khi không lại dính vào cái dòng họ ấy. Thôi thôi, đừng có xì xầm nữa. Nhưng mà cũng tiếc cho hắn, học cao hiểu rộng của hắn như bây giờ không thiếu cái gì quan đại thần muốn gả con gái cho hắn. Đúng rồi. Mời, mời, mời. Mời, mời, mời. Dạ. Chàng định đi đâu vậy? Bao giờ chàng về? Đang hỏi chi? À, không, thiếp định tự tay mình hầm món canh có lục nhung cho chàng tẩm bổ. Biết giờ chàng về để thiếp nấu cho nóng, kẻo nguội thì không ngon. Nguội thì đổ đi, chẳng sao hết, thiết chi phải suy nghĩ cho mệt. Chàng có chuyện gì không vui hả? Nó làm sao vậy con? Cha thấy từ khi nó đổ Trạng Nguyên đến bây giờ, nó có vẻ coi thường cha con mình lắm đó. Dạ không có đâu cha. Không có à? Vậy thì thái độ đó là thái độ gì? Dạ, con nghe nói chồng con sắp được quan tổng đốc tiến cử về làm việc gì đó ở Kinh Thành. Chắc là do căng thẳng quá chồng con đâm ra ít nói. Thật vậy sao con?
Nếu được vậy á thì may quá. Nhưng mà nếu vậy á thì cha con ta lại phải xa nhau rồi. Sao là phải xa? Không phải thuyền theo lái, gái theo chồng sao? Dạ, con chưa có nghe chồng con nói. Nhưng mà cứ để chàng lên kinh thành trước, cha con mình từ từ tính sao, được không cha? Vợ chồng không thể ở xa cách nhau lâu quá như vậy. Vậy là cha nghĩ á, dù sao á thì gia đình mình cũng lo cho nó từ cái thổ hàng gì. Bây giờ á nó thành đạt rồi, mình phải hưởng phước chứ. Dạ, để con bàn lại với chồng con nghe cha. Vậy đi nghe con. À, không mấy á, cùng lắm cha sẽ bán tất cả ruộng vườn nhà cửa, rồi mình lên kinh thành, mình ở luôn ha. Cha thấy vậy được á, coi như mình hưởng phước á con. Dạ. Dạ. Có việc gì buồn mà huynh kêu tôi ra đây? Tôi đã phạm một sai lầm không thể cứu vãn được. Huynh à, đường công danh huynh đang rộng mở, mà sai lầm gì? Rộng mở hơn, liệu người ta sẽ đối xử với tôi ra sao khi biết được tôi ăn học bằng đồng tiền bóc lột từ xương máu của người khác? Liệu người ta nói coi tôi như thế nào khi biết được tôi là một thằng ăn bám nhà vợ? Người ta có tin tưởng cất nhắc tôi hay không? Vô hoàn cảnh mà chứ huynh là muốn như vậy. Hơn nữa đó là quá khứ mà. Thôi uống đi huynh. Huynh có biết cái quá khứ đó ám ảnh tôi từng giờ từng phút không? Mà tôi không phải là kẻ gây ra. Sao tôi ngu vậy? Giá mà tôi cứ tuyệt sự giúp đỡ đó ngay từ đầu. Chỗ bạn chí thân, tôi nói thiệt, lúc đó huynh đâu có sự lựa chọn nào khác. Tại sao ông trời lại chơi khăm tôi như vậy? Tại sao tôi phải mang cái nhục gì quá khứ của người khác chứ? Tôi căm ghét nó, tôi không muốn dính líu gì tới họ. Huynh say rồi, để tôi đưa huynh về. Chứ ngồi đây e có người nhìn thấy bất tiện cho huynh. Dù sao huynh cũng là người có danh có phận mà. Giá như tôi không làm rễ nhà đó, giá như tôi chưa thành thân, giá như tôi có thể làm lại từ đầu, bắt đầu lại từ đầu, huynh hiểu không? Tôi muốn bắt đầu lại từ đầu. Giá như tôi bắt đầu lại từ đầu. Tiếp tục là thân phận con rể của cái nhà này nữa. Nhưng bây giờ bỏ vợ thì lấy lý do gì mà bỏ? Dạ lại, làm vậy không đúng với đạo lý, thì sau này ăn nói làm sao với quan trên? Ước gì có phép màu nào mang họ ra khỏi cuộc đời ta ngay lập tức. Chàng đang nghĩ gì vậy? Thiếp không vừa mắt chàng hay sao mà mặt chàng không được hài lòng? Làm gì có. Nàng ngủ đi. À này nè, cũng lâu rồi vợ chồng chúng ta không ra ngoài dạo chơi ngắm cảnh. Ngày mai nàng có hứng đi cùng ta chứ? Chàng nói thật hả? Ừ. Vậy vợ chồng mình ngủ sớm đi, để ngày mai còn đi chơi. Nàng ngủ đi. Dạ. Đi cha.
Hai con đi chơi đấy hả? Ừ, dạ. Mới cưới cũng nên đi chơi cho nó vui vẻ, nhưng mà nhớ về sớm nghe. Dạ thưa cha, tụi con biết rồi. Ừ. Xin phép cha tụi con đi, tụi con sẽ về sớm. Cảnh ở đây thật là đẹp. Nàng thích không? Thiếp thích lắm. Hôm nay thiếp rất là hạnh phúc vì là lần đầu tiên được chàng dẫn đi du ngoạn như vậy. Ta xin lỗi nàng, tại thời gian qua ta bận quá nên quên mà thôi. Sau này chàng làm quan rồi, thiếp sợ là chàng còn bận nhiều hơn nữa thì phải làm sao? Nói vậy thôi, nàng cứ yên tâm, ta sẽ cố gắng để ở bên nàng nhiều hơn. Chàng nói thật nha. Thiếp sợ là hai cha con thiếp làm vướng bận chàng khiến cho chàng không vui. Mày nè, làm gì có chuyện đó. Vậy nè, vậy hai cha con thiếp theo chàng lên kinh luôn có được không? Được chứ, ta ở đâu nàng và cha nàng ở đó, nàng chịu không? Nàng ơi, ở dưới dòng suối có một nhánh hoa thật là đẹp, để ta vớt lên cho nàng nha. Cẩn thận nha. Ta biết rồi. Ta xin lỗi, tại cha con nàng đã gây phiền phức cho ta quá nhiều rồi. Dạ, lão gia ơi, có chuyện lớn rồi lão gia ơi. Tai họa lão gia ơi. Cô tiểu thư. Cha ơi. Con làm sao vậy? Vợ con sao? Vợ con bị trượt chân xuống suối. Chết rồi cha ơi. Hả? Không thể như vậy được. Không thể như vậy được. Mau. 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 Mau cho người đi tìm. Dạ. Đi. Dạ dạ tụi con đã đi tìm rồi. Nhưng mà do dòng nước chảy xiết quá nên bây giờ tụi con vẫn chưa tìm thấy xác. Dạ. Đã tìm nửa buổi rồi lão gia. Dạ. Mà cũng đi từ đầu trên tới cuối bãi mà cậu chủ cũng đi kiếm mà không thấy xác tiểu thư đâu hết. Dạ. Đi tìm. Dạ. Đi tìm con. Dạ. Con gái. Đi đi. Dạ. Cha ơi, sao vậy? Cha sao vậy cha? Đi tìm đại phu, nhanh lên! Cha ơi, cha chờ chút nha, đại phu sắp tới rồi cha. Đi, con gái của con. Con gái ta đi. Tìm nó đi. Ông lo cho ông kìa. Để tôi giúp ông đi gặp con gái ông nhé. Mày. Con gái ông đã chết. Bây giờ tới ông. Cậu ơi. Trời ơi, cha sao vậy trời? Trời ơi. Lòng nha.
ông tắt thở rồi. Lão gia. Cha ơi. Lão gia. Lão gia. Cha ơi. Lão gia ơi. Lão gia ơi. Lão gia ơi. Lão gia ơi. Lão gia. Cha ơi. Cha ơi. Thôi, huynh đừng buồn, Âu cũng là số mệnh cả rồi. Không ngờ nhạc gia của huynh lại ra đi nhanh thật. Thiệt là đau lòng. Hiền thê của tôi chưa tìm được xác, mà bây giờ tôi phải lập mộ gió để thờ rồi. Huynh à, giờ thì họ đã mồ yên mã đẹp, huynh hãy cố nén đau thương mà tiếp quản cơ ngơi họ để lại. Phải rồi, giờ có còn ai ngoài huynh nữa đâu, cứ tha hồ. Nè, ý huynh nói vậy là sao? Thì ai chẳng thấy điều đó, cần gì phải né tránh. Huynh á, bây giờ đương nhiên là cử phú, thừa hưởng toàn bộ tài sản. Ngươi có thấy cảnh đẹp không? Dạ. Mình ra đây coi đi, cẩn thận nha bà. Con à? Dạ. Con có thấy phong cảnh ở đây đẹp không con? Dạ. Phong cảnh ở đây thật là tuyệt đẹp hả bà? Hình như có đôi mặt nạ ở dưới suối kìa. Dạ. Chạy qua coi thử coi con. Mà mau mau tới cứu bà ơi. Đúng rồi. Cô ta có sao không? Dạ. Cô ta còn thở bà ơi. Hôm ấy con với bà kiếm cách kéo cô ta vào trong, rồi mình tìm cách đưa cô ta về nhà nha bà. Đúng rồi, lẹ đi. Sao rồi? Dạ, chắc cũng ổn hả ông à. Tôi thấy cơ thể đang ấm lại rồi, chắc không sao đâu. À, cô tỉnh rồi đó. Con tỉnh rồi à? Tôi đang ở đâu đây? Con tên gì? Nhà cửa ở đâu? Vì sao mà xảy ra cố sự như vậy? Nghe hung tin, ta thật là lo lắng. Mong Trạng Nguyên lấy lại tinh thần để còn làm việc. Đa tạ đại nhân đã quan tâm. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, đúng là khó có thể chấp nhận được. Trạng Nguyên à, nếu Trạng Nguyên không ngại đó, thì tôi có thể tiếp cho Trạng Nguyên một tay để gây dựng lại hôn sự. Phải lập thất chứ, để có người chăm sóc, chứ ở mãi như vậy không ổn đâu. Dạ, đa tạ đại nhân, tiểu nhân chưa nghĩ tới chuyện này. Ta chỉ nói trước vậy thôi. Dạ. Còn tùy duyên nữa chứ. Hoàn cảnh của Tân Trạng Nguyên thật là nghiệt ngã. Ta muốn giúp hắn thoát qua cái nỗi đau quá lớn này, để còn đem tài năng ra giúp đời. Dạ. Nhưng mà rất tiếc, nhà ta chỉ mỗi có mụn con gái là vừa gả xong. Chứ nếu không được Tân Trạng Nguyên làm rể thì hay biết mấy. Tiếc thật. À, hôm nay Dưỡng Nữ có khỏe không? Sao bà không thấy vấn an ta vậy? Dạ, tội nghiệp con bé lắm. Thiếp thấy nó cứ mặt ủ mày trâu, nên cho gia nhân á dẫn đi chơi ít hôm cho khuây khỏa. Chắc là chiều sẽ về.
Vậy à, nếu mà sức khỏe nó tốt, tinh thần nó khỏe khoắn thì chắc nó nhớ là có chuyện xảy ra cho nó. Con bé thật là hiền thục, chắc nó bị một cái chấn động tâm lý gì đó mạnh lắm nên tạm thời mất trí ngu ngơ như vậy. Thiếp nhớ lúc đó chỉ cần thiếp đến chậm ít phút là con bé đã bỏ mạng rồi. Lúc vớt con bé từ dưới suối lên, người nó mềm quặt, tái nhợt, trông tội nghiệp lắm. Dượng nữ cũng là con gái, giá mà nó khỏe mạnh, tỉnh táo trở lại thì ta sẽ gả nó cho Tân Trạng Nguyên. Hay là cứ cho dưỡng nữ nhà mình tiếp xúc với Trạng Nguyên đi, biết đâu sẽ nảy sinh duyên tình. Con bé nhà mình là một trang tuyệt sắc, tạm thời chỉ là bị mất trí chút xíu thôi mà. Có phải là Tân Trạng Nguyên ở làng qua không ông? Bà không biết nữa à? Dạ. Dưỡng mẫu, Dưỡng mẫu vừa nói ai sẽ là người đến xem mắt con? Là Tân Trạng Nguyên đó con. Tân Trạng Nguyên, có phải tên là Niễn, người làng Hoa? Sao con cũng biết người này? Con sao vậy? Dưỡng mẫu ơi, con nhớ lại. Cẩn thận nha. Ta biết rồi. Thật là rượu ngon đại nhân. Mời. Quả thật, nhìn kỹ Trạng Nguyên đúng là khôi ngô tướng tú, thật là có phước. Ta đã nói dưỡng nữ của ta đó rất là xinh đẹp, hiền lành, nhưng bị mang tâm bệnh, biến ăn, biến nói. Tân Trạng á, gặp con gái ta đi, rồi hai đứa hàn huyên tâm sự. Nếu mà nảy sinh tình cảm á, thì đi tới hôn sự, làm rể nhà ta đi. Nếu bất thành á, thì cũng không sao, ta không có ép. Dạ, được đại nhân và phu nhân thương tình ngỏ ý, kẻ hèn này còn dám khước từ hay sao? Dạ. Dạ mời đại nhân. Thú thật với đại nhân và phu nhân, kẻ hèn này cũng đang mang tâm bệnh trong người, biết đâu đồng bệnh tương lân. Dạ xin mời. Như vậy thì hay lắm. Gia nhân đâu? Mời tiểu thơ ra đây. Trạng Nguyên ngồi đợi một chút. Tôi với ông vô nhà trong để cho đôi trẻ được hàn huyên. Đa tạ đại nhân, đa tạ phu nhân. Tự nhiên nha. Dạ. Xin chào tiểu.
sát nhân. Người đã dìm ta dưới làn nước sâu, nơi đó rất lạnh. Ta sẽ không xin cho nàng mà. Được, nhưng mà không phải lỗi tại ta, lỗi tại cha nàng. Tại cha nàng quá nhiều điều tai tiếng. Bây giờ ta đã trả nguyên rồi, ta không thể ở nhà nàng, ta không thể chấp nhận, sẽ ảnh hưởng tới danh dự của ta. Chính vậy ta phải giết nàng, không phải lỗi tại ta. Buông tha cho ta đi, buông tha cho ta đi mà. Cuối cùng thì ngươi cũng đã lộ bộ mặt thật của ngươi. Ta sẽ lập đàn cầu siêu cho nàng. Buông tha cho ta đi. Buông tha cho ta. Bắt tên sát nhân này lại cho ta. Thả tên không? Không. Không. Ngươi còn gì để nói nữa không? Tên bạc tình, bạc nghĩa, độc ác. Tội ngươi chết trăm lần thì cũng chưa xứng đáng giam vào ngục thất chờ ta xét xử. Ta không có tội. Đem đi. Không. Ta không có tội. Bạc tình, bạc nghĩa, độc ác. Thôi con à, đúng là ác giả ác báo mà. Con hãy quên quá khứ đau buồn để làm lại cuộc đời mới nha con. Cáng sao đây? Tại sao mày phá tổ chim vậy hả? Đi đi, đi đi, đi, đi đi. Trời ơi, tội nghiệp mày quá. Mình ơi, có chuyện gì mà em nghe tiếng chim non la quá vậy mình? Tổ chim nó làm sao vậy mình? Có con rắn nó bò tới, nó phá tổ chim làm con chim rớt xuống. Tội nghiệp con chim non. Cũng may là nó còn sống đó mình. Ủa, chết rồi mình. Cái chân nó bị gãy rồi nè. Để anh đi kiếm lá thuốc, chuyên về bó xương khớp để mà bó cho nó. Chứ bây giờ mà bỏ nó ngoài này, nó sống không nổi đâu. Đúng rồi đó mình. Chân chim non á thì chắc cũng sẽ mau lành thôi. Ừ. Mình, em hái được lá thuốc rồi nè mình. Mình về sớm để bó thuốc cho con chim non tội nghiệp nha mình. May quá, cảm ơn mình nha. Chứ sao nữa, khác loài khác giống mà mình còn không nỡ nhìn nó đau đớn chờ chết. Nghĩ thì sao mà anh em ruột á còn không thèm đói hoài tới nhau. Nữa rồi, đã nói là hiểu lầm thôi mà. Chứ anh hai không có tệ với mình tới như vậy đâu. Mình á, lúc nào cũng minh anh hết á. Tôi còn có mỗi ông anh à, không minh không thương thì làm gì nhau bây giờ. Thương quá nên á, ông em á, tới tận nhà vậy mà cũng không thèm ra gặp nữa à. Thôi mà mình, nhớ chi những chuyện đó. Ta sắp phải đi gặp mẹ các con rồi, hai con ở lại giờ phải thương yêu nhau nghe. Thằng hai. Dạ. Nhớ phải đùm bọc bảo bạn em con nè. Còn thằng Út, ừ, phải nghe lời anh con dạy. Dạ, con biết rồi thưa cha. Cha cứ yên tâm mà nhắm mắt đi cha. Con đương nhiên là phải lo cho em nó rồi. Nhưng mà cha nhớ, mọi thứ cha phải giao hết cho con nghe cha. Anh em con phải tin tưởng nhau. Dạ. Giúp đỡ nhau trong tất cả mọi chuyện. Dạ, cha, con nghe hết rồi cha. Tất cả, dạ đúng rồi, là tất cả phải không cha? Dạ, cha cứ để lại tất cả cho con. Dạ, rồi con sẽ lo cho em nó. Tâm à, em nghe không? Cha nói rồi đó, cha nói là sẽ giao cho anh tất cả đó. Đúng rồi, chị cũng nghe nữa. Mà cũng có gì nhiều đâu, có mỗi cái nhà
với vườn tược đất đai thôi chứ có nhiều đâu. Cha, con không cần gì hết á. Con chỉ cần cha mạnh khỏe, sống đời với tụi con thôi. Cha, cha ráng khỏe nha cha. 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 Cha ơi. Cha. Cha. Cha ơi cha. Cha, cha đừng bỏ tụi con mà cha. Cha, cha tỉnh lại đi cha. Cha. Cha, cha đừng bỏ tụi con mà cha. Cha ơi. Thôi vậy, mấy em cũng yên bề gia thất rồi thì cũng nên ra riêng để mà gây dựng sự nghiệp. À, có cây ruộng ở bên sông á, từ nay sẽ là của hai vợ chồng em. Trời ơi, cái chỗ đó hả? Rộng rãi, mát mẻ dữ lắm á nha. Dạ, em đội ơn anh chị, bởi vì đã lo cho vợ chồng em thật chu đáo. Mình à, em nghe nói miếng đất ở đó là miếng đất bỏ hoang, đâu có ai ở đâu. Bậy bạ không à. Nghe lời độc địa của anh ta làm chi? Nghe làm chi? Đúng rồi, không lẽ anh chị lại đẩy tụi em vô chỗ tử địa hay sao? Anh chị thương mình á nên mới lo cho mình như vậy, em yên tâm đi. Đúng rồi, tụi em nhìn đi, anh chị là đã chia phần cho tụi em ra riêng rồi đó. Lo thu xếp đi sớm đi nha. Mình đi ra ngoài ngắm cảnh đi mình. À, thu xếp đi sớm ha. Ừ. Thôi, mình ơi, mình về sớm, bó thuốc cho chú chim nha mình. Đi mình. Mình nè, mình coi con chim nó hồi phục nhanh ghê chứ. Ngày nào mình cũng đắp thuốc đều đặn và mớm đồ ăn cho nó như vậy. Làm sao mà nó không mau lành được. Mà nó hiểu tính người hay sao á, nó không hề sợ chúng ta. Ừ. Mà nó cứ dúi dúi đầu vô như là âu yếm mình vậy đó. Lớn lên á, người phải tự biết bảo vệ mình đó, biết chưa? Mình nhìn nó nè, giống như là nó nghe em nói vậy. Hay là mình đưa nó ra ngoài tập bay đi mình. À, đi. Chim nhỏ ơi, bây giờ á, mày hãy bay thử nha. Bay nha. À, mình ơi, kìa kìa kìa, nó bay được rồi kìa. Mày bay cao, bay xa hơn nữa nha chim. Bay về với đồng loại của mày nha. Mình nhìn kìa, hình như nó không muốn tạm biệt mình thì phải. Hãy bay về với đồng loại của mày đi, chim nhỏ. Phải đó. Quốc Dương ơi, Quốc Dương. Quốc Dương ơi, Quốc Dương. Có chuyện gì hỡi chú chim bé nhỏ của chúng ta? Muôn tàu Quốc Dương, thần đã bình an trở về, nhờ có đôi vợ chồng cứu, sinh ra mắt Quốc Dương. Chào mừng thần dân bé nhỏ của ta đã trở về, có ơn thì phải trả. Thay mặt cho vương quốc của chúng ta, ta sẽ giúp ngươi báo đáp công ơn của đôi vợ chồng đó. Xin đợi ơn Quốc Dương. À, có phải là chú chim nhỏ mà mình cứu không? À, đúng rồi đó mình. À, hình như nó bay về đây thăm mình hả mình? Có lẽ là vậy. Chắc nó ghé thăm tụi mình đó. Ừ. Chim mà cũng có tình nghĩa quá mình ha. Ừ. Nè chim ơi, thôi mày bay đi xa đi. Đi xa để được an toàn nghe. Không cần phải về đây thăm vợ chồng tôi đâu. Ê. Ủa mình, hình như nó mới nhả cái gì xuống đó mình. À, ủa, cái gì mà sáng quá vậy mình? Đâu, mình coi thử coi. Ủa, không phải rồi mình ơi. Ủa, là hạt bí mình à. Chắc là hạt bí này là giống tốt, giống quý lắm, nên là chú chim đã thay về đây cho mình. Vậy bây giờ mình đem về gieo trồng đi, để không phụ lòng cô chim.
Đi, mình về nha. Đi. Được rồi đó mình. Mình ơi, mình xem nè. Có kìa. Không ngờ mình thu hoạch được ba trái bí to như vậy. Cứ như là bí thần kỳ vậy đó mình. À mình nè, ông bà có câu, có phước thì phải biết chia bớt. Em hiểu rồi, mình muốn mang đi biếu anh chị hai nữa chứ gì. Thiệt tình hả? Họ có nghĩ gì tới vợ chồng mình đâu. Thôi mà, anh đã nói đó là hiểu lầm mà. Bây giờ mình mang một trái bí này qua tặng cho anh chị hai, chắc là anh chị hai sẽ vui lắm. Nhưng mà công chăm sóc của mình á, có ai biết không? Mà thôi, mình cứ làm những gì mà mình thích, mình thấy vui là được rồi. Vậy hả? Cảm ơn mình nha. Cẩn thận nghe mình. Chú đi đâu vô đây? Đi đâu vậy? Tôi muốn gặp anh tôi. Đã nói là không anh em gì rồi, mà sao chú ta đi hoài vậy? Thôi về đi. Tôi không cần vô nhà đâu, tôi muốn gửi chút quà mọn cho anh hai của tôi thôi à. Cái gì? Đừng nói là trái bí này nha. Đây không phải là trái bí bình thường đâu, nó là một trái bí rất kỳ diệu. Giống này lạ lắm, do một chú chim mang tới cho tôi. Nghĩ tình con manh ruột nên tôi mới biếu ổng lấy thảo. Được rồi, để tôi vô hỏi ý ông chủ coi sao. Dạ. Dạ thưa ông, thưa bà, có chứ bà đem trái bí qua cho. Hả? Trời ơi, nghĩ sao cho trái bí? Nhà này có ai đói khát gì đâu. Thôi, nói giùm á là đem về đi. Ăn giọng gì thì ăn đi. Thôi bà không ăn thì thôi. Bà la ông bóng gì vậy? Bây giờ chú ba cho cứ lấy đi, mình không ăn thì bỏ. Bỏ? Ừ. Bỏ cũng mất công sai thằng Hầu đem bỏ. Nè. Dạ. Đi ra ngoài, kêu là đem về đi, không có ai thèm lấy đâu. Mắt còng ngứa mắt lắm. Dạ. Đó, nãy giờ chú nghe hết rồi đúng không? Thôi chú đem về nhà để dành ăn đi. Đã nói rồi đâu có sai đâu, bà chủ đã không nhận rồi. Về đi. Cho tôi gọi lại đi mà anh. Về đi. Nè. Trời ơi, cái trái sức cái cuốn vậy á mà cũng đem qua cho. Thiệt tình chứ. Mình à, mình đừng có buồn nữa. Nhiều khi anh hai nghĩ mình khó nhọc lắm mới trồng được mấy trái bí ngô này, nên là không có nhận, để cho mình bán thêm được đồng nào hay đồng đó thôi mà. Mình ha. Nếu không nghĩ như vậy thì đúng là anh chị khinh thằng em này quá lắm. Mình đã cố nhẫn nhịn chứ đâu phải khờ khạo gì đâu, mà để cho anh chị chiếm hết ruộng vườn đất đai của cha ông để lại. Thôi, trời thương vợ chồng mình còn mạnh khỏe. Mình cố gắng làm lụng, ắt có ngày hưởng phước thôi.
À, hay là để em cắt một trái bí ra, mình nấu ăn thử, coi có ngon không. Ừ. Mà sao chim nhỏ lại cất công mang hạt giống tới cho mình. Ừ. Trái này hả mình ha. Ừ, trái nào cũng được mình. Ủa, sao cái gì vậy mình? Cái trái bí đâu mất rồi mình? Tại sao lại là ra tóc lúa như vậy? Ủa, tại sao từ trái bí mà lại thành đống lúa này? Hay là đây là bí thần hả mình? Hay là để em cắt thử trái thứ hai nghe. À, trời mình ơi, đúng là bí thần kỳ rồi mình ơi. Đúng rồi, vàng thiệt đó mình. À, à, đây là trái bí mà mình đã đem cho anh chị hai đó. À, bí cho mình lương thực và vàng bạc như thế này. Phải rồi, vậy là bí thần rồi. À, còn một trái để em cắt luôn nghe mình. À, chặt chặt đi mình. Sao? Ủa? Ủa? Sao? Sao có cái nhà ở đây vậy mình? Hả? Mình à, mình có nằm mơ không vậy? Mình ơi, không phải là mơ đâu, mà là thiệt á. Nhà thiệt á mình. Vàng, lúa. Vàng, lúa, nhà. Mình ơi, là mình không có mơ đâu mình ơi. Vậy là từ đây mình đã có nhà che nắng che mưa rồi mình ơi. Dạ, em mừng quá mình ơi. Chú Ba này thiệt chứ, đã dặn là đừng có qua nữa, qua hoài. Qua bả càm ràm nhất cái đầu thiệt chứ. Mà cho gì? Cho mấy trái bí. Mấy trái bí mà cũng cho. Gì đây? Thằng Tý. Thằng Tý đâu? Dạ. Ra biểu coi. Dạ, ông gọi con hả? Cái này là cái gì? Ủa, sao giống cái cuốn trái bí chú Ba đem qua quá vậy ta? Hồi nãy nó bị rụng rồi con dục vô đây nè ông. Cái gì? Cuốn trái bí hả? Ủa mà sao giống vàng quá vậy ông? Vàng đâu mà vàng. Thôi đi vô làm việc đi. Nè. Dạ. Không được nói lung tung kia chưa. Dạ. Vô làm việc đi. Dạ. Bà ơi, bà ơi, bà, bà ơi, bà. Cái gì trời? Ra biểu. Cái gì mà kêu giật ngược giật xuôi vậy? Bà ơi, bà. Nè bà, bà coi thử đây là cái gì. Hả? Sao giống vàng vậy? Vàng đó. Trời, đúng là vàng trồng rồi ông ơi. Ừ. Ủa, mà sao hình thù gì kỳ cục vậy? Đó là cái cuốn bí của cái trái bí mà hồi nãy chú Ba đem qua. Chú Ba cho bà không lấy đó. Ồ. Thằng Tí nói rõ ràng vậy đó. Cái gì? Cuốn trái bí hả? Ừ. Ủa, nếu vậy thì cái cuốn nó đây, rồi cái trái nó đâu? À, cái trái à, thì hồi nãy nó đem qua cho, mình không nhận. Nó đem về rồi. Trời ơi, tôi biết rồi. Vậy là nó không biết giá trị của trái bí, cho nên nó mới đem qua đây để cho mình. Trời ơi, của tới miệng rồi mà còn chê. Thiệt là tức quá đi. Bà, bây giờ mình tính làm sao? Thì bây giờ mình qua bên nhà nó để đòi lại trái bí chứ làm sao. Ờ ha, bà thông minh quá. Công nhận tôi lấy được bà là phước đức bảy đời luôn á. Nói thừa, đi. Ê, khoan, cất vô để ta thấy sao. Bắt công người ta thấy đó. Đi. Rồi.
Rồi cuối cùng là ông dẫn tôi đi đúng đường không vậy? Hả? Trời ơi, có khi nào là lâu quá rồi không có đi cho nên là không nhớ không? Không, tôi đi đúng hướng mà. Tôi nhớ cái chỗ này, hồi trước là miếng đất hoang mà. Dạ, em gửi dạ, chị. Dạ, cảm ơn ông bà. Dạ đây. Chị giữ sức khỏe nha. Dạ. Gửi anh. Dạ, cảm ơn. Dạ, con gửi dạ. Gì? Em gửi hả? Vợ chồng nhà này á, ăn ở hiền lành có đức, nên thành ra bây giờ mới giàu có như vậy đó. Ờ, đúng rồi. Hồi còn đói khổ á, hai vợ chồng cũng góp một ít công sức giúp dân làng quá trời, cho nên mới được hậu vận tốt như vậy. Bởi vậy ông bà ta có câu hay, có đức á, mặc sức mà ăn, chứ đâu có phải như ai bên kia. Ờ, thôi mình về đi bà. Ủa, nó nói ai vậy? Tôi đâu có biết đâu, tự nhiên nói ai kia, cứ nhìn ngang mình lần sau. Trời ơi, mà sao tự nhiên có người phát trận ở đây vậy? Tôi nghĩ gì nè, chắc là có quan lại nào đó mới về, muốn chiêu dụ lòng dân, cho nên bày trò vậy thôi. Ừ. Ê, hay là mình vô, mình coi thử coi, biết đâu vợ chồng chú ba chan chân hay xin ở trỏng thì sao. Đi. Ừ, đi, đi. Đánh trả coi. Dạ. Đánh trả rồi, trời, cái gì vậy? Dạ, con gửi gì? Ủa? Ủa? Ừ, chú ba. Dạ, dạ, em chào anh chị hai. Ủa, ủa, sao chú Thím ở đây? Ủa, anh chị tới thăm tụi em hả? Hồi nãy giờ là hai người phát trận ở đây hả? À, dạ phải rồi. Hai anh chị tới chơi, em mời hai anh chị vào nhà. Vô nhà hả? Nhà ở đâu? Xa không? Xa quá là không đi đâu nghe. Rồi có lội sông lội suối gì không? Dạ không, nhà em ở ngay trước mặt hai anh chị nè. Trời ơi. Cái nhà này là của hai đứa em hả? Dạ phải. Dạ đúng rồi. Vậy còn miếng đất bỏ quang bên kia sông đâu? Dạ là ở đây nè anh chị. Ơ nè anh chị. Chị à? Hai. Anh Hai. Chị Hai. Anh Hai à? Vợ chồng chú tưởng tụi tôi là con nít hay sao? Chuyện như vậy nghe sao lọt lỗ tai. Dạ, vợ chồng tụi em làm sao dám nghĩ ra những cái câu chuyện quan đường như vậy để gạt anh chị. Nếu không có phép nhiệm màu mà do chú Chim ban lại cho vợ chồng em, thì anh chị cứ nghĩ xem, vì sao sau một đêm mà cuộc sống của vợ chồng em lại có thể thay đổi như vậy được. Bây giờ chú chứng minh lòng thành của mình đi, bằng cách là chỉ cho chúng tôi biết cái ổ chim thần kỳ đó nó nằm ở đâu. Đúng rồi. Như vậy thì tụi tôi mới tin chứ. Ừ. Dạ, tổ chim á thường nằm ở trên những cành cây cao. Nhà anh chị á cũng có những cây cao mà nhà lại rộng nữa, chắc chắn chim sẽ về làm tổ. Anh chị cứ kiên nhẫn đợi thử xem sao. Dạ phải đó, anh chị cứ để ý thử xem. Nhiều khi chúng tới làm tổ mà anh chị không để ý. Bây giờ á, nếu mà có chim tới làm tổ á, thì anh chị nhớ giúp tụi nó. Sau khi tụi nó lớn lên rồi á, tụi nó trở lại đền ơn anh chị. Ủa, chỉ cái việc đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Dạ. Vậy thôi anh chị về nha, để đi kiếm cái tổ chim. À, đi. Vậy nghe, vậy nghe. Dạ, dạ, anh chị về. Anh chị về. Cẩn thận nha. Trời ơi. Từ từ chứ. Khó đi dữ. Ông làm cái gì vậy hả? Đường nó khó đi. Đi vòng vòng mà sao không thấy gì trơn ông? Tôi đâu biết đâu. Sao đi cả buổi trời mà không thấy con nào hết trơn vậy? Thiệt tình. Ở nhà chờ hoài, sốt ruột quá, cho nên phải vô rừng tìm rước về nè. Nhưng mà bà. Hả? Sao tụi nó ngu dữ vậy? Sao tụi nó không thấy được thành ý của mình vậy? Bởi vậy mới nói. Mệt quá. Bây giờ có mệt á thì cũng phải ráng đi kiếm tụi nó chứ sao. Đi. Chim ơi chim. Chim ơi. Chim ơi. Chim ơi là chim ơi. Ê, từ từ chứ. Chim ơi chim. Chim ngoan hay là chim ngoan? Trời mệt quá bà ơi. Tôi cũng mệt nữa. Cứ chừng, cứ chừng. Ông có nghe gì không? Có nghe gì không? Chết rồi bà ơi. Tôi đi mệt quá cái tôi ù tai. Tôi nghe gì trơn luôn á. Ông nghe kỹ đi.
Đó là tiếng của con chim non. Nghe không? Đúng rồi, có tiếng chim hót. Ở đâu vậy? Đâu rồi? Đâu rồi? Ủa? Thì ra đây là con chim non trên cành cây hót liêu lo nãy giờ hả? Đúng rồi. Thấy rồi. Leo lên. Cái gì, tôi leo hả? Tôi sợ cao lắm. Tôi leo lên cây là chóng mặt tôi té. Tào lao, leo lên. Sợ vợ sống lâu. Đúng rồi, nhanh lên. Chim ơi là chim. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên. Cẩn thận, cẩn thận. Ê, ôi, coi chừng con chim nó té. Tôi té bà không lo, bà lo con chim nó té. Giờ phút này con chim quan trọng hơn ông ơi. Bà. Nhanh lên. Đúng rồi. Rồi. Được rồi. Từ từ. Cẩn thận đó, cẩn thận. Cẩn thận ông ơi. Từ từ. Trời ơi, vậy là mình đã có tổ chim rồi. Ôi, chồng tôi giỏi quá. Trời ơi, chồng của bà mà. Sao chưa thấy con rắn nào tới hết vậy ông? Sao tôi biết được? Bà ráng chờ chút xíu nữa đi. Lâu quá à, chờ biết tới chừng nào. Ê bà. Tôi có cách rồi. Cách gì? Chờ tôi xíu. Làm gì vậy? Chọt cho nó rớt. Nè. Trời, con chim non. Ôi, tội nghiệp quá. Con chim nó bị gãy chân rồi ông ơi. Trời ơi, tội nghiệp nó quá ông ơi. Tôi cũng vậy. Bây giờ tôi đem nó vô băng bó được rồi phải không ông? Đúng rồi bà ơi. Thấy thương luôn quá. Chim ơi. Chim ơi là chim, mày phải bay đi tìm hạt bí thần về cho ta nghe chưa? Mau bay đi, rồi đem hạt bí thần về cho ta, nghe chưa? Đúng rồi, hạt bí thần. Chuẩn bị bay nha, bay nha. Bay. Rồi. Hạt bí thần. Dạ, chuyện là như vậy đó, thưa quốc vương. Được. Hắn đã làm tất cả mọi chuyện xấu xa là để có được hạt bí. Vậy thì ta sẽ cho hắn toại nguyện. Sao lâu quá vậy? Sao không về ta? Ê, ông ơi. Kìa, con chim kìa. Bay qua đây. Chim thần, bay về, để cho mình hạt bí đó. Hạt bí thần. Cầu nguyện. Đúng rồi. Chim thần ơi, cho tôi giàu sang phú quý nhất vùng này nha, chim thần ơi. Tôi xin đa thả chim thần ơi. Chim thần ơi, mang cho tôi hạt bí. Cái gì vậy? Chim thần cho hạt bí thần rồi. Mừng quá. Hạt bí, trời ơi. Vậy là mới. Bởi vậy. Thơm không? Sao nó thâm thẩm vậy ta? Ủa sao thâm thẩm? Phân chim. Trời ơi, tại sao lại cho phân chim mà không phải hạt bí thần? Ai biết đâu. Chùi đi. Ừ. Thì ghê. Trời quá đi. Ơi, tự nhiên cho cái này. Chim ơi chim, đừng cho phân chim, hãy cho hạt bí thần kỳ. Đúng rồi, cho phân chim thâm thẩm lắm cơ. Chim thần ơi là chim thần. Năng nỉ. Hạt bí thần. Hạt bí thần.
ra vườn sao? Mình đi gieo trồng hạt bí thần. Nó nhỏ thôi, đừng cho ai biết. Đúng rồi, đừng cho ai biết, đừng cho ai biết. Đi thôi. Hạt bí thần, đừng cho ai biết. Bà làm cái gì vậy? Thì tôi tưới nước cho nó màu lớn. Bà tạt mạnh vậy? Bí thần giận, không ra trái rồi sao mình vào? Vậy bây giờ sao? Bà tưới nhẹ nhẹ lên tay tôi nè. Đúng rồi à. Ôi giỏi giỏi quá. Thật. Nhanh lên nhanh lên, lớn nhanh lên. Đây. Trời ơi, bí thần của tôi, bí thần của tôi. Tôi sợ như vậy nè nghe. Lúc mà khi tôi chẻ trái bí này ra, cái vàng bạc châu báu ào 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 ra cái, tôi không biết đựng ở đâu, không biết cái kho của mình đựng sao cho hết nữa. Còn tôi á nha, tôi suy nghĩ hả? Trời ơi, mình sẽ xây nhà kiểu gì? Bây giờ mình phải suy nghĩ trước á nha. Chứ không thôi á hả, mình xẻ ra rồi hả, thần hiện ra, rồi cái lúc đó mình không có ý kiến cái cò gì được đâu nghe. Đúng rồi, đúng rồi. Mau chẻ đi ông, mau chẻ đi. Rồi, tôi chẻ nha, tôi chẻ nha. Ủa? Vàng của tôi đâu? Ủa? Sao không thấy gì trơn vậy? Ê. Ủa, hai cái bình quý của tôi đâu rồi? Ôi, kỳ vậy? Ủa sao kỳ vậy? Ủa, sao kỳ vậy? Khi nào mà nó xạo mình không? Cái kiền vàng của bà đâu? Ủa, cái kiền vàng của tôi đâu? Cái đôi bông tai vàng của bà nữa. Bông tai? Ủa, vậy cái đầm vàng của tôi đâu? Ủa, sao? Ủa, sao không thấy vàng ra mà lại mất vàng của tôi nữa? Kỳ vậy? Tôi đâu có biết đâu. Có khi nào tôi nằm mơ không? Ủa da, đau. Sao bà quên tôi? Đau là không phải nằm mơ rồi. Đúng rồi. Thôi, tôi hiểu rồi, hiểu rồi. Có khi nào là nó hung vàng vô trong cái trái này nè, cái xong rồi nó sinh sôi nảy nở, rồi cái mình xẻ ra một cái, trời ơi, nó dài gấp 100 lần luôn. Trái thứ hai này mới quan trọng nè. Đúng rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Để tôi chẻ trái thứ hai rồi nha. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, cái gì vậy? Đất nước quá trời vậy, đất nước không vậy. Trời ơi, anh ông đang mà đất nước nhiều vậy. Tôi đâu quyết đâu. Trời ơi, bí thần gì kỳ vậy? Không cho vàng, còn cho đánh rít không lời sao bà ơi? Nhưng mà ông bình tĩnh lại đi. Chắc là chim thần lộn cái gì nữa đó. Mình còn trái thứ ba mà. Chắc chắn là vàng của tôi ở trong đó. Ông mau chẻ ra đi. Tôi sợ lắm, tôi không chẻ nữa đâu. Bà ơi, tôi nghĩ là mình có sai cái gì đó rồi đó. Sai cái gì mà sai? Khoan, bà để tôi suy nghĩ nghe. Đúng rồi, tự nhiên tôi với bà bắt con chim về, rồi xong cái bà bẻ chân nó, rồi bà ép người ta trả ơn. Đó, bà nghĩ coi, nếu là bà có trả ơn người ta không? Bây giờ tôi mất hết rồi, tôi không quan tâm gì nữa hết đó. Ông mau, ông chẻ cái trái bí đó ra, bắt đầu lại cho tôi. Tôi không chẻ đâu, tôi sợ lắm. Ông không chẻ đúng không? Vậy để tôi. Ê bà. Ê bà, có chừng. Ê có chừng. Có chừng bà ơi. Tôi sẽ lấy lại những gì đã mất, và sẽ lấy luôn những gì sẽ có. Bà ơi, vàng bạc châu báu của tôi đâu? Bà ơi, bà
Bà ơi, bà có sao không? Tôi không sao. Ủa, mình đang ở đâu vậy? Tôi không biết. Rồi nhà của mình đâu? Tôi cũng đâu có biết đâu. Rồi của cải, vàng bạc châu báu của tôi đâu? Tôi cũng đâu có biết đâu. Sao tự nhiên mất hết trơn vậy? Hả? Ủa, đây là địa ngục hay là trần gian? Sao tự nhiên vàng bạc vàng cửa của tôi mất hết rồi? Hả? Sao vậy? Sao vậy ông trời ơi? Sao lấy hết của tôi rồi? Tôi đâu có biết đâu. Vậy là mình bị trừng phạt thiệt rồi bà ơi. Trời ơi mất hết rồi bà ơi. Bị trừng phạt rồi bà ơi. Chú ba thêm ba ơi. Ủa anh chị hai. Chú thêm ba cứu anh chị nhé. Tài sản rồi, không còn gì hết đó. Tôi hối hận lắm. Vì tham lam mà vợ chồng tôi đã bị trừng phạt rồi. Vợ chồng tôi cũng xin lỗi chú thím, vì trước đây đã từng đối xử tệ bạc với hai người. Xin vợ chồng chú thím hãy rộng lòng tha thứ cho anh chị nha. Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, anh chị đừng buồn nữa, vẫn còn tụi em ở đây mà. Dạ phải đó, tụi em không bao giờ bỏ anh chị lúc khốn khó này đâu. Tôi mời anh chị vô nhà. Dạ. Đi. Mời anh chị vô nhà. Chị hai. Nè, vô đi anh. Đi.